chương 1 Món quà tạm biệt Nguồn Mê truyện audio com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc phong vũ một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạch kim ống ánh, đôi mắt ngân mâu lạnh lùng mà diễm lệ là tổng giám đốc điều hành công ty đứng đầu thị trường châu Âu, là lão đại của tổ chức sát thủ nắm trong tay mạch ngầm của hắc đạo ngoài ra cô còn là người thừa kế của đại gia tộc phong gia tồn tại lâu đời mạnh mẽ nhất thế giới người con gái thông minh xinh đẹp hoàn hảo mọi mặt từ nấu ăn đến kinh doanh chính trị đấu võ súng âm nhạc chữa trị từ nhỏ cô đã phải gánh trên vai áp lực của gia tộc nên cô phải học mọi thứ hoàn hảo mọi mặt năm tuổi độ tuổi thơ ngây nếu là những đứa trẻ khác sẽ chơi búp bê gấu bông như công chúa hoàng tử bé bỏng nhưng phong vũ thì là súng đao ám khí ngay cả bom còn phải tham gia huấn luyện địa ngục của gia tộc. 10 tuổi cô đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhất châu Âu trở thành cái tên nổi tiếng nhất thế giới. 15 tuổi đã có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, bắt đầu quản lý công ty và điều hành hắc đạo. Hôm nay, sinh nhật thứ 18 của cô, mọi người trong gia tộc đều tụ họp đông đủ nhưng không phải không khí vui vẻ nhộn nhịp ngược lại im ắng trầm lặng. Bầu không khí âm trầm trên mặt ai cũng mang nét đường buồn, đau thương nhìn cô cô biết họ rất yêu thương cô nhưng vì muốn cô có cuộc sống tốt họ mới nghiêm khắc huấn luyện cô phong vũ rất yêu gia tộc của mình mọi người ai cũng yêu thương nhau không tranh giành quyền vị rất ấm áp cô nhìn vị gia gia đang ngồi ghế chủ vị nhìn mình đầy yêu thương cùng có chút buồn nói ông nội hôm nay người gọi con đến có việc sao cô lễ phép mang theo dịu dàng gia gia rất yêu thương cô cưng chiều hết mực nhưng không bao giờ lộ ra ngoài luôn mang khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc với cô Vũ Nhi hôm nay con đã 18 tuổi, đã đến lúc con phải thừa kế, ta có món quà cho con, ông đau lòng nhìn cô, lúc nào cũng vậy luôn cố gắng không làm mọi người thất vọng dù đau đớn hay mệt mỏi cũng không thang một tiếng luôn lặng lặng chịu đựng, rồi ông đưa cho cô một cái hộp gỗ tinh xảo, cô mở ra bên trong là một cái vòng lưu ly rất tinh tế, đơn giản nhưng thanh nhã cao quý. Phong Vũ ngước nhìn ra da mình kích động hốc mắt đỏ hoe hiện giờ cô vô cùng cảm động đây là món quà sinh nhật đầu tiên 18 năm ông tặng cô. Ông nội, đây. Giọng nói vui mừng có chút run rẩy bước đến ông chặt cô vào lòng, đau thương nhìn cô cháu gái xinh đẹp trước mặt. Tiểu vũ quà cho con, đây là vật gia truyền của gia tộc nay con là người kế thừa nên nó thuộc về con, mọi người xung quanh âm trầm, đáy mắt buồn bã nhìn cảnh trước mắt như có chuyện sắp xảy ra, ông nói tiếp không đợi cô trả lời vũ nhi con phải nhớ mọi người ai cũng yêu thương con ta cũng vậy nhưng đến lúc con phải trở về rồi con đã đủ khả năng chúng ta sẽ nhớ con con phải làm rạng danh cho phong gia ta dù trải qua bao nhiêu khó khăn đau đớn con phải nhớ chúng ta sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con phong vũ gia gia yêu con hãy sống tốt hãy mạnh mẽ và kiên cường lên con chính là niềm tự hào niềm kiêu ngạo của chúng ta chưa để cô hiểu chuyện gì ông lấy vòng tay đeo lên cho cô cắt ngón tay cô rồi nhỏ máu lên chiếc vòng lúc nhìn khuôn mặt của gia gia cô rất kinh ngạc gia gia khóc lần đầu tiên cô thấy người như vậy không để cô nói tiếng nào một nguồn sáng bao quanh thân thể cô khiến cô không thể thấy gì chỉ nghe được tiếng khóc nở của mọi người trong gia tộc phong vũ chúng ta luôn yêu con vũ nhi tha thứ cho chúng ta luôn nghiêm khắc với con chúng ta sẽ nhớ con tiểu vũ tiểu vũ hãy chăm sóc bản thân cho tốt đừng để bị bệnh đó chúng ta luôn ở phía sau con hãy mạnh mẽ lên niềm tự hào của chúng ta sau khi ánh sáng biến mất Thân hình cô ngã xuống đất, mọi người nước mắt đầm đìa chạy lại ôm thân thể của cô. Gia gia trầm mặt nhìn cô, một người trong gia tộc nghẹn ngào lên tiếng, "Gia gia người không nói sự thật sao, Vũ Nhi sẽ không sao chứ, nó sẽ không sao, sứ mệnh của nó là ở đó, nó không thuộc về thế giới này, đến lúc nó cũng phải trở về, bản lĩnh của nó chẳng lẽ mọi người không biết, tội nghiệp từ nhỏ đã phải chịu nhiều cực khổ như vậy, nhưng mà ta rất nhớ nó sau này sẽ không còn gặp nữa." chẳng lẽ mọi người ở đây không giống ngươi sao, sống với nó 18 năm trời mọi người ai chẳng yêu quý nó, một đứa trẻ hiểu chuyện thông minh như vậy, nhưng không thể giữ nó lại, nó còn sứ mệnh của gia tộc chúng ta, nó chính là hy vọng, là người được chọn chúng ta không thể làm trái, gia gia vậy còn thi thể này thì sao? Tại sao nó không cùng Vũ Nhi, thi thể này chỉ là một bản thể được tạo ra như bản thật ở bên kia để giữ linh hồn của Phong Vũ nên khi trở về linh hồn sẽ trở về bản thật còn bản thể này không thể đến, vậy bản thể này chúng ta làm sao đây, chúng ta đem chôn cho cẩn thận dù sao cũng là bản thể. Vũ Nhi đã sống 18 năm, như vậy bản thể này được tạo ra y hệt bản thật, cả ngoại hình, dung nhan sao, nói cách khác là bản sao. Nhưng giờ chỉ là thân thể không hồn thôi, có lẽ Phong Vũ đã trở về bản thể thật rồi, chắc phong ấn của bản thể cũng sẽ được giải phóng, đúng vậy, linh hồn sống tạm bản thể thật của Vũ Nhi sẽ trả lại thân thể cho nó rồi sẽ đi đầu thai, chúng ta đã làm hết trách nhiệm với Phong Vũ rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Chương 2. Thân phận được tiết lộ. Nguồn. Mê truyện audio.com. Trong một khu rừng rậm, có một thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng chạy trốn phía sau là một đám hắc y nhân đang đuổi theo. Phong Vũ chạy đến vách núi, đám hắc y nhân cũng theo phía sau nàng run rẩy nhìn độ sau bên dưới, sợ hãi nhìn đám người trước mặt, tên cầm đầu lạnh lùng đe dọa, nha đầu mau lại đây ngươi không thể thoát được đâu, rơi xuống ngươi chỉ có chết, lại đây bổn đại gia sẽ tha cho ngươi con đường sống, một tên khác phụ họa, Phong Vũ nhìn đám người phía trước trong mắt xẹp một tia kiên định nghi người nhắm mắt nhẹ gieo mình xuống vách núi sâu thẳm trước những ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, đại ca nó rơi xuống rồi chết chắc, vậy làm sao ta đem về giao cho người kia, một tên lo lắng nói, chết như vậy cũng tốt. Người kia kêu chúng ta giết nó cũng không nói phải đem xác về chỉ là chết như vậy quá dễ cho nó rồi, quay về bẩm báo thôi. Dù sao rơi xuống vách núi cao như vậy không chết cũng bị ma thú bên dưới ăn thịt không cần lo lắng, rồi đám hắc y nhân xoay người rời đi. Bên dưới vách núi thân thể nhỏ bé đầy máu khẽ cử động. Phong vũ cảm thấy thân thể như muốn rơi từng mảnh nàng cố gắng ngồi dậy dựa vào vách đá gần đó quan sát xung quanh đây là đâu vậy nàng còn nhớ mình còn trong đại sảnh của phong gia rồi ông nội có đưa cho nàng chiếc vòng còn lời nói đó là sao đang mãi chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói phát ra nha đầu cuối cùng ngươi cũng tới giật mình phong vũ nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả đừng tìm nữa ta không có ở đó đâu nhắm mắt lại đi giọng nói già dặn lại vang lên phong vũ chậm rãi nhắm lại bên trong không gian tinh thần hiện lên những hình ảnh mơ hồ rồi dần dần rõ ràng trong đây như tiên cảnh có một cái hồ cạnh một căn nhà còn có vài cánh cửa hình như đã lâu chưa được mở có cả một cánh đồng thảo dược và vài loại hoa nàng chưa từng thấy qua phong vũ đang quan sát như cảm nhận thấy sau lưng mình có người nàng chậm rãi quay lưng lại bắt gặp hình ảnh một ông lão tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào không quá nhiều nếp nhăn vì tuổi già ông là ai? Phong Vũ lạnh lùng nhìn, ta là Tang Vân Phi, ông lão nhàn nhã trả lời, sao ta ở đây là ông đưa ta tới? Phong Vũ nghi hoặc nhìn, ta không đưa ngươi tới là do ngươi tự trở về, ngươi thuộc về nơi này do có chuyện không thể nói mới đưa ngươi đến đó, không tin ngươi đến hồ nước xem xét đi, trở về. Phong Vũ kinh ngạc giống lời ông nội nói vậy chẳng lẽ người biết trước sao, rốt cuộc là sao? Nàng chậm rãi bước đến hồ nước nhìn xuống không khỏi kinh ngạc, mái tóc bạch kim, Đôi ngân mâu, khuôn mặt này y hệt nàng lúc trước nhưng là khi nàng còn nhỏ. Nghi hoặc nhìn ông lão. "Ngươi là Phong Vũ, cha ngươi là Phong Lãnh, mẹ ngươi là Thiên Tuyết, số mệnh ngươi là ở đây những người bên kia chỉ phụ trách nuôi dưỡng ngươi đến thời cơ ngươi sẽ bị đưa trở về đây, rốt cuộc ông là ai tại sao lại biết tên cha mẹ ta?" Nàng vô cùng khó hiểu cha mẹ nàng đã chết lúc nàng mới mấy tháng tuổi chỉ biết tên chưa từng gặp. "Ha ha, ta là sư phụ của cha mẹ ngươi, họ không chết." "Sư phụ? Khoan, họ không chết vậy?" còn, còn sống, phong vũ giọng nói run rẩy cũng có chút vui. Khi còn nhỏ dù mọi người trong gia tộc luôn yêu thương nhưng nàng có chút khen tị với những đứa trẻ có cha mẹ, nàng cứ tưởng mình sẽ mãi như vậy không ngờ cha mẹ nàng vẫn còn sống. Đúng, ngươi còn có một ca ca tên Phong Minh, ta đang ở cùng cha mẹ ngươi, cái ngươi đang thấy chính là do ta tách một phần linh hồn đưa vào chiếc vòng chờ ngươi trở về chỉ dẫn ngươi, ngươi phải trở lên thật mạnh mẽ mới có thể tìm thấy chúng ta, nơi ngươi hiện tại đứng là không gian chỉ giới, không gian chỉ giới. Là chiếc vòng lưu ly đeo trên tay ngươi, phong vũ nhìn xuống thấy trên tay trái mình có chiếc vòng vô cùng kinh ngạc, nó theo nàng đến đây, còn lời nói của ông nội vậy người biết trước mình sẽ tới đây, xem ra có rất nhiều bí mật mà mình không biết, nàng tưởng nàng chỉ có mỗi gia gia là người thân thôi không ngờ nàng còn có một ca ca nàng còn cha mẹ. Vậy làm sao ta có thể tìm thấy ca ca còn cha mẹ ta, phong vũ nghi hồ nhìn, chuyện đó khoan nói, chuyện ngươi cần làm là phải mạnh mẽ lên vì ngươi đã trở về phong ấn thân thể cũng biến mất lúc này tạp vân phi dò xét tinh thần lực của phong vũ nhưng mà người như ông cũng không dò được giới hạn tinh thần lực của tiểu nha đầu này yêu nghiệt mà con của hai tên kia thì không giống người phàm cũng bình thường rồi ông lấy lại bình tĩnh trên đại lục này người có tinh thần lực rất ít mà người có tinh thần lực cường đại lại ít đến không quá hai người mà người cường giả vi tôn như ông không dò xét được thì chính là yêu nghiệt sống, cha mẹ nó tinh thần lực cũng rất cường đại nhưng có cộng lại cũng không bằng nó, như vô tận. Cha mẹ nó năng lực cũng đủ dọa ông rồi nay tới hài tử của hai tên đó còn ghê gớm hơn, cái gia đình gì mà toàn quái vật vậy. Để xem thiên phú của nó như thế nào, hai tên kia là thiên tài ngàn năm vậy nha đầu này chắc chỉ hơn chứ không kém. Chương 3 Thiên phú siêu biến thái Nguồn mê truyện audio com Nha đầu theo ta, phong vũ chậm rãi đi theo phía sau, khi đến trước thấy cái bàn phía trên là quả cầu thủy tinh, nàng nghi hoặc nhìn lão, như hiểu ý nàng tạp vân phi cười tươi giải thích. Đặt tay lên, thả lỏng cơ thể để ta xem thiên phú của ngươi như thế nào, ở thế giới này kẻ mạnh đứng đầu giết người không đền mạng, không có pháp luật cấm chế, nơi này là thiên giới đại lục không giống ở nơi ngươi sống. Nơi đây chia thành nhiều nghề ma pháp sư, chiến sĩ, luyện dược sư, luyện khí sư, thuần thú sư và triệu hồi sư, ma pháp sư sinh ra có thể cảm ứng nguyên tố, đánh ở cự ly xa nhưng thân thể yếu đuối nếu bị chiến sĩ tiếp cận ở cự ly gần chỉ có chết. Chiến sĩ là người không thể cảm nhận được nguyên tố sẽ tu luyện kiếm khí. Luyện khí sư và luyện dược sư là hai nghề kiếm được nhiều tiền nhất nhưng đi cùng người tu luyện phải có tinh thần lực mạnh mẽ và sự kiên trì trong hai nghề thì người không ai dám nắc tội nhất là luyện dược sư đắc tội với luyện dược sư có nghĩa là bạn đã đắc tội luôn với những người mà luyện dược cứu chữa còn có triệu hồi sư ma pháp sư được người kính trọng thì triệu hồi sư được mọi người tôn quý triệu hồi sư khác với ma pháp sư là họ còn gọi được ma thú ma thú càng cường đại thì cơ hội thắng càng cao ngươi cũng hiểu sơ rồi chứ giờ thì đặt tay lên đi từ từ ta sẽ kể thêm cho ngươi nghe như vậy phong vũ cũng hiểu được đi đến đặt tay lên thả lỏng cơ thể đợi 5 phút quả cầu vẫn tối đen như cũ nhưng nàng vẫn tiếp tục nàng còn muốn tìm thấy cha mẹ còn có ca ca. Quả cầu từ từ chuyển sang màu vàng. Thổ nguyên tố, lão già gật đầu, nguyên tố phòng ngự nhưng ông tin nha đầu này thiên phú sẽ không có kém hơn cha mẹ nó. Quả không làm ông thất vọng, quả cầu thủy tinh đang màu vàng dần chuyển sang màu xanh. Phong nguyên tố, lão gật đầu, phong nguyên tố đại diện cho tốc độ, sự nhanh nhẹn trong chiến đấu, quả cầu lại dần chuyển sang màu tím, lôi nguyên tố, ông gật đầu lôi nguyên tố rất hiếm nha đầu này thiên phú không tệ tiếp tục quả cầu lại chuyển sang màu lam mang theo nhiệt độ không khí giảm theo làm người khác thấy ấn lạnh. Thủy nguyên tố biến dị, khuôn mặt dần trở nên cứng ngắc. phải biết thủy nguyên tố biến dị là nguyên tố chỉ có trong truyền thuyết có rất ít có được. Sở hữu bốn nguyên tố, quả là không thua mẹ nó, nhưng quả cầu vẫn chưa dừng lại từ từ chuyển sang màu vàng có ánh kim, hỏa nguyên tố của phượng hoàng, khuôn mặt của ông giờ là đơ toàn tập, hỏa nguyên có hơi đặc biệt là chia thành 5 cấp bậc từ đỏ, đỏ lam r ánh, vàng, vàng kim, mà hỏa nguyên tố màu vàng kim là màu tượng trưng cho ngọn lửa của phượng hoàng loài huyền thoại cao quý. Con mẹ nó nha đầu này sao lại may mắn như vậy chứ, quả cầu vẫn chưa dừng lại chuyển sau trắng rồi tới đen, quang nguyên tố Ám Nguyên Tố, đôi chân ông run rẩy ngồi bẹp xuống đất nhìn nàng. Ông trời ơi, ông còn để người khác sống không? Đây là là thất hệ đấy, toàn năng, quan và ám rất hiếm một vạn người mới xuất hiện một mà nha đầu này có cả hai chưa nói đến hỏa nguyên tố phượng hoàng, còn thủy nguyên tố biến dị trên đại lục ma pháp sư hầu như chỉ có một hệ, hiếm lắm có song hệ, tam hệ lại càng hiếm, còn tứ hệ là không có chứ đừng nói ngũ và lục. Nhưng nha đầu này thì sao? Toàn hệ, người duy nhất trong đại lục đúng là con của hai tên kia quá yêu nghiệt. Hai tên kia đã khiến ông muốn học máu còn tiểu nha đầu này khiến ông tức chết. Nha đầu ngươi còn yêu nghiệt hơn cả cha mẹ ngươi, cha ngươi là song hệ quan. Ám hai hệ cực hiếm một vạn người mới có một cư nhiên lại tập trung hết cả hai trên người hắn, còn mẹ người còn yêu nghiệt hơn ngũ hệ hỏa, thủy, thổ, phong, lôi nhưng không có biến dị hay mang phượng hoàng như ngươi cũng đủ khiến người khác kinh hãi. Mà ngươi toàn hệ còn yêu nghiệt hơn gấp trăm lần. Ta nghĩ ngươi Thiên Phú chắc không kém hơn hai tên quái vật kia nhưng không ngờ ngươi chính là quái vật trong quái vật nha, từ không tệ, Phong Vũ nhàn nhạt gật đầu, ngươi nói cái gì, ngươi có biết cái câu của ngươi sẽ khiến người khác thèm muốn đến đổ máu như thế nào không, Tạp Vân Phi nói nhưng trong đầu không ngừng chửi rủa nha đầu đáng ghét, Thiên Phú ngàn năm như thế mà nói không thực tức chết, con của hai tên này đúng là chỉ có hơn chứ không kém, Thiên Phú hơn gấp trăm lần còn cách nói. Chuyện khiến người tức chết không đền mạng này tuyệt không đối thủ thiên phú tốt nhưng rất nguy hiểm nếu ta không đủ mạnh sẽ bị nhiều người gióm ngó hãm hại ta không muốn để lộ ra ta muốn từ từ mạnh lên bằng chính mình để tìm ra cha mẹ còn có ca ca ta muốn bảo vệ họ thì phải trở thành cường giả trong cường giả nhưng nếu để lộ ra ngoài chỉ sợ tu luyện chưa bao lâu sẽ bị giết chết vì cái thiên phú này ta không nói hết ông cũng hiểu chứ Phong Vũ Bình thản nhàn nhạt nói, nha đầu ngươi nói đúng, nờ dê trên đời này có ai mà thiên phú cao mà không mang nhiều tai vạ đâu, cho nên trước khi đủ mạnh phải giấu, ông đánh giá rất cao nha đầu này không nhơ vào thiên phú yêu nghiệp mà huên hoang tự đắc không hổ danh là con của Phong lãnh tính cách rất giống. Phong Vũ gật đầu rồi đi xung quanh quan sát kỹ nơi này, đi đến cái tủ mở ra có vài bộ y phục nàng cầm lấy rồi xoay người ra khỏi không gian. Nàng đi trong khu rừng một lúc thấy con suối, Đến gần quan sát xem có người xung quanh hay không, chắc chắn không có người mới bước xuống tắm rửa, lấy trong không gian ra vài loại thảo dược biến chế thoa lên vết thương lúc té xuống vực mới mặc y phục lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi khi trời tối. Trong rừng rất nguy hiểm hiện tại nàng còn bị thương thân thể rất yếu không thể đánh nhau được, sau khi ra khỏi khu rừng, Phong Vũ ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi vừa suy nghĩ kế hoạch luyện tập và cách tìm ra ca ca. Hiện tại thân thể này mới 5 tuổi ca ca nàng 10 tuổi nàng tin hắn chưa chết chắc chắn vẫn đang tìm kiếm nàng. Suy nghĩ hồi lâu do quá mệt mỏi và đói nên rất nhanh nàng thiếp đi nhưng vẫn cảnh giác xung quanh, cái danh lão đại hắc đạo không phải để chưng, hôm sau phong vũ dậy rất sớm, lấy trong không gian ra cái áo tràn màu đen mặc vào. Còn có một con dao nhỏ nhưng cũng khá bén đeo bên hông nàng đi vào rừng, cũng phải ăn uống chứ sẵn luyện tập thân thể dẻo dai mạnh mẽ như kiếp trước. Tuy theo nàng biết ma pháp sư thấp cấp hơn đấu với chiến sĩ hơn 1 2 cấp chưa chắc thua vì ma pháp sư có thể điều khiển nguyên tố ở xa còn chiến sĩ thì thích hợp với cận chiến nên ma pháp sư có lợi hơn nhiều. Nhưng nếu bị chiến sĩ tiếp cận thì thân thể yếu ớt làm sao chống lại được nên nàng quyết tu luyện cả hai dù sẽ khó hơn rất nhiều mà cái suy nghĩ tập cả hai này nếu để người khác biết chắc sẽ vô cùng kinh hãi vì ma pháp sư sinh ra cơ thể rất yếu đuối không thể nào làm chiến sĩ được nếu là ma pháp sư thì không thể làm chiến sĩ nếu là chiến sĩ thì có nghĩa là không có nguyên tố nên không thể là ma pháp sư nhưng với phong vũ thì không gì là không thể thân thể nàng lúc vừa sinh ra đã bị cải tạo nên có thể làm cả hai qua một ngày nàng đã hiểu hết chuyện về đại lục này thiên giới đại lục này chia làm ba đại lục là đông đại lục tây đại lục trung đại lục nàng đang ở Đông Đại Lục chia làm bốn quốc gia lấy tên bốn thần thú huyền thoại là Thanh Long Quốc. Chu Tước Quốc, Bạch Hổ Quốc, Huyền Vũ Quốc, nàng đang ở Thanh Long Quốc, bên ngoài khu rừng gọi là Mê Vụ Lâm Sâm. Nơi này tu luyện chia ra lúc đầu từ 1 đến 9 sau đó đến cấp thống lĩnh, trên nữa là cấp quân chủ và cao nhất là tôn giả còn trên nữa thì trên đại lục chưa một ai xuất hiện ở Đông Đại Lục này triệu hồi sư là tôn quý nhất vì số lượng cực ít không quá 5 người ngoài ra còn vì ma thú mà triệu hồi sư có thể kế ước, sau chính là luyện dược sư, thuần thú sư. Ngoài tứ đại đế quốc trên Đông Đại Lục ra còn có một thế lực không thuộc hoàng thất hay quốc gia nào, họ có phương thức quản lý và tiêu chuẩn riêng là công đoàn lính đánh thuê, điều khiển cơ cấu khổng lồ gồm tất cả dòng binh đoàn của Đông Đại Lục phân bố khắp tứ đại đế quốc. Đây chính là thế lực đứng sau cân bằng vì ma pháp sư chiếm tỷ lệ chỉ có 30% còn chiến sĩ 70% mà ma pháp sư thì đều làm việc cho hoàng thất hay các đại gia tộc cho nên công đoàn lính đánh thuê đều là chiến sĩ. Hầu hết ai là chiến sĩ đều đăng ký làm lính đánh thuê chỉ có số ít chịu làm việc cho hoàng thất. Cho nên có thể nói công đoàn lính đánh thuê không hề thiếu cao thủ chính là nỗi kiên kỵ của bốn đế quốc vì chỉ cần có một đế quốc âm mưu xâm lược sẽ bị công đoàn này cùng ba đế quốc còn lại tiêu diệt cho nên tới bây giờ mới giữ được hòa bình làm lính đánh thuê dù nguy hiểm nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng rất nhiều cho nên đa số mới chọn làm lính đánh thuê. Chương 4 Luyện tập Nguồn Mê truyện audio com Ở trong khu rừng này thường có ma thú cấp thấp sinh sống thích hợp cho các đệ tử mới bắt đầu luyện tập đi lịch lãm. Sâu hơn bên trong là các dòng binh đoàn làm nhiệm vụ mà nơi này thường xuyên xuất hiện lợn rừng hay lui tới với nàng mà nói là nơi vô cùng thích hợp luyện tập. Sau một thời chạy dài mệt mỏi thì nàng gặp một con lợn rừng, phải giao chiến hơn một khắc nàng mới giết được nó, nàng ngồi xuống nhóm lửa lấy gia vị trong không gian ra ướp rồi nướng thịt. Ăn no xong nàng tìm xung quanh lấy đá buộc quanh hai chân, tay và eo lại đứng dậy chạy tiếp. Khoảng quá trưa do chạy quá nhiều lại còn có thêm đá nên dẫn đến trạng thái mệt mỏi choáng váng, chậm rãi di chuyển đến cây đại thụ, phía xa truyền đến tiếng suối chảy lại cúi đầu nhìn bộ dạng toàn thân thấm ướt mồ hôi khiến nàng vô cùng khó chịu nàng trước giờ là người yêu thích sạch sẽ nên nhanh chóng đi bên dòng nước rửa mặt sẵn nhìn kỹ lại khuôn mặt bởi vì thiếu dinh dưỡng nên mái tóc hơi sơ da dẻ trắng bệt thiếu sức sống đôi ngân mâu lạnh lùng sắc bén khuôn mặt vô cùng tinh xảo đây là khuôn mặt của nàng lúc nhỏ khi ở kiếp trước nghe lão tạp vân phi nói hai anh em nàng sở hữu mái tóc bạch kim của mẹ còn đôi ngân mâu độc nhất của cha trên đại lục này không ai có đôi mắt giống cha còn mái tóc của mẹ nàng dù hiếm nhưng vẫn có mà hai đặc điểm riêng biệt của cha mẹ đều được nàng. Thừa hưởng còn anh trai chỉ có thừa hưởng đôi mắt ngân mâu thôi mái tóc là màu đen, nàng biết trước được khuôn mặt khi trưởng thành của mình, vô cùng hại nước hại dân sau này vào kinh thành hay ra ngoài phải đeo mặt nạ hay dịch dung mới được nếu. Không sẽ vô cùng phiền nhất là mái tóc bạch kim này sẽ khiến người khác để ý vì rất ít người có mái tóc này sau một tuần rèn luyện sức khỏe nàng bắt đầu vào tu luyện ma pháp, nàng nhất định phải thật cố gắng. Vân Phi Gia Gia bắt đầu đi, Phong Vũ gọi, Gia Gia, cũng đúng vì là sư phụ của cha mẹ nàng nên Phong Vũ cũng tôn trọng dù sao cũng là người chỉ dẫn nàng tu luyện. Vũ nha đầu hãy nhắm mắt lại cảm nhận những nguyên tố xung quanh ngươi, Phong Vũ nghe theo nhắm mắt lại phát ra tinh thần lực để cảm nhận. Ngươi có nhìn thấy tất cả các màu không có, rất cốt cứ tiếp tục đi, tạp vân phi hài lòng gật đầu, Lần đầu tiên có thể cảm nhận hết nguyên tố là rất tốt. Tuy nói rằng toàn hệ này nhiều người mong muốn nhưng ai biết rằng nó sẽ khó tu luyện gấp 7 lần. Nếu không cố gắng sẽ phải bỏ bớt vài cái nên toàn hệ tu luyện rất khắc nghiệt, phải cố nỗ lực kiên nhẫn, lão gia gia bắt đầu giảng dạy bài học cho Phong Vũ làm thế nào trở thành ma pháp sư. Trước tiên là học cách nắm giữ các nguyên tố biến nó từ vô hình thành hữu hình. Mới bắt đầu Phong Vũ cũng tạo được những ngọn lửa, những tia chớp, con gió nhỏ. Đóng băng từng thứ xung quanh, tạo ra chùm sáng, hay di chuyển đất xung quanh rồi tay ra chùm đen trên tay. Cuối cùng Phong Vũ cũng trở thành ma pháp sư cấp 1. Suốt cả buổi chiều nàng bắt đầu tập nắm bắt các nguyên tố từ gượng gạo dần trở nên thuần thục tạo ra nhanh hơn, ngay cả Tạp Vân Phi cũng bất ngờ về nha đầu này, người bình thường phải mất ít nhất 2 năm mới trở thành ma pháp sư cấp 1 người nào có thiên phú hơn cũng phải một năm nay cả cha mẹ của nó yêu nghiệt như vậy cũng mất một tháng đã đủ dọa người còn con của họ thì sao nó mất chưa đầy một ngày để trở thành ma pháp sư cấp 1. Nếu để người khác biết tốc độ tu luyện này chỉ e là tức đến thổ huyết kêu thiên không công bằng. Nhà đầu này không chỉ có tinh thần lực vô tận, thiên phú yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mà tốc độ tu luyện cũng khác người không biết hai tên kia sinh ra quái thai biến thái này thế nào, đã kích người khác sao, Trước mặt tên đại biến thái này hai chữ thiên tài không thể nói được, đêm đến Phong Vũ không ngủ mà nàng nhắm mắt tiếp tục tu luyện, hút tất cả nguyên tố ở xung quanh vì nàng muốn nhanh chóng tiến bộ không muốn để lỡ thời gian dù là một giây. Nếu có người nào chú ý đến sẽ thấy rõ tất cả các nguyên tố trong không khí như có một lực hút mạnh vô hình nào đó điên cuồng cuốn vào trong thân thể của Phong Vũ như thác chảy không ngừng nghỉ, qua một đêm Phong Vũ từ từ mở mắt, không hề cảm thấy có chút mệt mỏi nào ngược lại còn thấy thoải mái, thống khoái hơn thường. Phong Vũ lại mang trên người những tảng đá rồi chạy bộ quay núi, rèn luyện sức khỏe thỉnh thoảng chiến đấu với vài con ma thú cấp 1 cấp 2 để rèn kỹ thuật. Cứ thế 3 tháng trôi qua Phong Vũ sống ven rừng ngày ngày ăn thịt ma thú nhỏ giết được và lấy vài ma thạch cho vào không gian chỉ giới. Tuy ma thạch cấp thấp nhưng ở đây ma thạch cực kỳ chân quý rất có lợi cho việc tu luyện, ma thú càng cường đại thì bán càng nhiều tiền nhưng phong vũ thì không muốn dựa vào ma thạch để nâng cao tu vi mà phải dựa vào chính sức mình sau 3 tháng luyện tập phong vũ đã hoàn toàn lột xác chỉ có đôi ngân mâu lạnh lùng trong trẻ không dính tạp chất là như ngày đầu mái tóc bạch kim không còn sơ xác nữa thay vào đó là một mái tóc ống mượt được cục cao lên không còn nước da xanh xao như trước mà là một làn da hồng hào mịn màng trắng như sứ chiếc mũi cao thẳng với đôi môi mỏng mà đỏ mộng dù mới có 5 tuổi nhưng dung mạo tuyệt mỹ đến thiên địa cũng phải ảm đạm u mờ lạnh như băng ngàn năm quanh người tỏa ra loại khí chất thuần khiết cao quý khiến người khác si mê. Đây chính là nhan sắc khi Phong Vũ khi còn nhỏ ở kiếp trước, nhờ dung mạo này mà khiến nàng gặp vô cùng nhiều phiền phức. Lúc khi còn đi học có thể nói toàn trường dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ đều chết mê bởi nhan sắc đẹp đến không giống người của mình. Ra đường thì gây ách tắc giao thông, đi đánh nhau với ban khác trong hắc đạo khiến cho cả địch lẫn thuộc hạ ngây ngẩn do đó chỉ khi ở nhà nàng mới không đeo mặt nạ. Còn ra ngoài gia gia luôn bắt nàng đeo để tránh hại tổ quốc. Trong một tương lai không xa nhan sắc của Phong Vũ sẽ gây bão táp cho khắp đại lục nhưng không phải bây giờ, không chỉ có nhan sắc, Phong Vũ đã từ ma pháp sư cấp 1 thành ma pháp sư cấp 3 còn có cũng thành chiến sĩ cấp 4 cũng một phần nhờ sự kiên cường và ý chí của nàng do được rèn luyện khi còn nhỏ. Khi Tạp Vân Phi nghe xong cũng phải hít một ngụm khí lạnh trong đầu đã xem Phong Vũ chính là một tên đại biến thái tốt nhất đừng ai gây chuyện với tiểu ác ma này hậu quả thiệt không dám tưởng tượng. Ba tháng ông ở cùng với nàng cũng hiểu rõ con người nàng, bên ngoài bán manh không ngừng dễ thương ngây thơ siêu cấp đáng yêu nếu nhìn bề ngoài của nha đầu này nhưng bên trong là ác quỷ lạnh lùng vô tình nói ra chính ra là nha đầu này ác ma đội lốt thiên sứ nha, có ai mới 5 tuổi chiến đấu với ma thú vẫn ung dung bình tĩnh cầm con dao nhỏ tao nhã và nhẹ nhàng giết ma thú hay không, một nhát dứt khoát không dây dưa là phong cách của nha đầu này chứng kiến máu me tràn ngập trong không khí thì không giống với những thiếu nữ khác sẽ run rẩy sợ hãi mà là nở một nụ cười dịu dàng siêu cấp đáng yêu nhưng khiến người khác run sợ lạnh cả sống lưng nhà đầu lúc trước ta đã nói ngươi chính là triệu hồi sư mà pháp ngươi đã thuần thục giờ thì chính là bước quan trọng nhất đó chính là lãnh ngộ khế ước chi trận điều này ta không thể giúp ngươi phải tự lãnh ngộ. Lúc trước khi ông phát hiện ra nha đầu này cũng là triệu hồi sư thì cũng không ngạc nhiên lắm dù là triệu hồi sư cực kỳ hiếm cả đông đại lục hiện tại chỉ có hai người nhưng mẹ của Phong Vũ cũng là triệu hồi sư thì việc nàng là triệu hồi sư cũng không lạ nhưng ông vô cùng ghen tị vì ông. Cũng là triệu hồi sư tam hệ nhưng trước mặt nha đầu này chính là không đáng nhắc tới. Cha của nha đầu này dù không phải Triệu Hồi Sư nhưng vô cùng cường đại nắm hai nguyên tố cực hiếm nên tính ra cũng ngang bằng với thạc sĩ, còn mẹ nàng thì không nhắc tới ngũ hệ Triệu Hồi Sư cái loại yêu nghiệt. Mà nay tới con của họ cũng đã kích ông toàn hệ Triệu Hồi Sư. Con mẹ nó cái gia đình quái vật này sinh ra để đã kích người, từ lúc ông gặp nha đầu này có thể nói ông chịu tổn thương rất nhiều, nhiều lúc ông còn tưởng nàng không phải người phàm. Chương 5. Khế ước chi trận nguồn mê truyện audio com chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc được ta sẽ cố gắng nói rồi phong vũ ngồi xuống nhắm mắt tinh thần mạnh mẽ bộc phát vây chặt các nguyên tố xung quanh nhưng nguyên tố lại như biết rất an phận không hề vùng vẫy hài hòa một cách quỷ dị tinh thần lực của nàng càng thuận lợi bao vây bị bao quanh chính giữa do tinh thần lực tạo ra lúc này phong vũ có thể cảm nhận được tinh thần lực đang bắt đầu tiến hành dung hợp nguyên tố, thời gian trôi qua đã gần một ngày Tạp Vân Phi ở trong không gian chỉ im lặng quan sát chứ không ồn ào như thường. Nếu kinh động nha đầu thì khế ước chẳng biết bao giờ mới xong, các nguyên tố dần dần nhỏ đi, mà màu tinh thần lực của phong vũ ngày càng quái dị, đầu tiên xuất hiện màu vàng, sau đó là đỏ có ánh, kim, rồi lam có lạnh, sau đó là xanh, tím, trắng, đen. Những màu sắc dần dần vây xung quanh phong vũ dị thường đẹp mắt, chỉ thấy bên truyền đến động tĩnh, tiếp theo như bị tách ra, ánh sáng chợt lóe, tinh thần lực trong quả cầu lập tức vỡ nát, sau đó nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của Phong Vũ. Rồi phía dưới chân của Phong Vũ hiện lên trận pháp hình thất giác, mỗi nguyên tố đứng một góc vây nàng lại, trong nháy mắt Phong Vũ đã hiểu được bí mật của kế ước chi trận, sau đó trận pháp đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện, nàng từ từ mở mắt, khóe miệng cong lên hiện ý cười nhạt. Nhà đầu biến thái nhà ngươi thật yêu nghiệt trong một ngày đã lĩnh ngộ được, hơn nữa hoàn toàn khác chi trận ta biết, nó vô cùng phức tạp, cầu kỳ, phong vũ nghi ngờ chẳng lẽ kế ước chi trận còn có điểm khác? Biến thái tiểu gia hỏa, kế ước do mỗi triệu hồi sư tự tạo ra nhưng đều là mấy cái đơn giản ngay cả mẹ ngươi cũng không có phức tạp như ngươi, chi cắt nguyên tố lực, nghiền vỡ nhưng tiểu nha đầu ngươi lại dung hợp trập pháp, quả khiến lão già ta sống đến nay mở rộng tầm mắt trong lòng âm thầm thở dài hóa ra thế giới này còn nhiều điều ông chưa biết, vốn nghĩ mình biết rất nhiều nhưng khi gặp biến thái nha đầu này mới khiến ông hiểu, những kiến thức mà ông biết chỉ là hạt cắt trên sa mạc thôi, cái trận pháp của nha đầu vô cùng đặc biệt, kết cấu chặt chẽ, phức tạp, hài hòa đến quỷ dị, rốt cuộc cái đầu của tiểu tử này chứa cái gì mà có thể biến ra cái trận pháp biến thái như thế. Năm xưa ông cũng chứng kiến trận pháp của thiên tuyết, mẹ N9, Lúc đó ông cũng rất bất ngờ trận pháp ngũ hệ cũng cầu kỳ phức tạp khiến ông cứ nghĩ trận pháp đó là độc nhất trên đại lục này, không ngờ hôm nay Vũ Nha đầu này còn biến thái hơn quả là hổ phụ sinh hổ tử. Tiểu nha đầu giờ khế ước chi trận đã hình thành, ngươi cũng nên kiếm ma thú đi. Từ lão gia gia, nhưng ta nên đi đâu? Phong Vũ trong mắt lóe sáng cười nhạt. Ở Đông đại lục này thì tất nhiên là mê vụ lâm xâm rồi, nói như vậy Tây và Trung đại lục ông cũng đã đi qua sao? Phong Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi xem ta là ai? Đông đại lục này lúc trước ta có đi qua nên biết thôi, ta đến từ Tây đại lục, ba mẹ cũng vậy, có một số chuyện vẫn chưa thể nói cho ngươi hiện giờ con còn quá yếu, còn Trung đại lục vô cùng thần bí đợi ngươi đến cấp thống lĩnh ta sẽ nói sơ cho bây giờ thì không ta biết, phong vũ nhàn nhạt trả lời nàng biết mình vẫn còn quá yếu, phải thật cố gắng không được manh động, tạp vân phi nghe nàng nói như vậy càng đánh giá cao nàng, không nhờ thiên phú cao mà. Kiêu ngạo hên hoang, lại vô cùng điềm tĩnh lạnh nhạt, vô cùng thông minh, kiên nhẫn và ý chí rất cao. Ông tin trong tương lai cái tên phong vũ này sẽ gây nên sóng gió cho cả đại lục này chỉ hơn chứ không kém thiên tuyết. Nhà đầu trước khi khế ước, ngươi phải phân rõ trên mỗi ma thú đều tản ra nguyên tố lực của nó. Chỉ có triệu hồi sư mới có thể cảm nhận được nguyên tố trên ma thú đó chính là sự khác nhau của ma pháo sư và triệu hồi sư. Trước khi khế ước phải xem nó thuộc loại nào trong bảy hệ nếu không phải loại ngươi sở hữu dù có trên lệch thực nhưng ngươi cũng không khế ước được. Ta là toàn hệ, phong vũ nhàn nhạt ánh mắt thờ ơ nhìn lão già đang hăng say nói nàng nói lão lập tức ngập miệng, đúng rồi tên đại biến thái này toàn hệ. Con mẹ nó vậy khế ước xem thực lực coi có cường đại hay không chứ xem nguyên tố làm gì cái nào nó chả có, chẳng phải mình đang tự tác vào mặt sao. Lấy lại bình tĩnh ông ho nhẹ che đi sự xấu hổ ngượng ngùng tiếp tục nói. Ta quên mất, hụt cụ vậy nói tiếp bước thứ hai là phải dùng nguyên tố của mình khiến nguyên tố lực của ma thú khuất phục ma thú có thương thế nguyên tố lực sẽ giảm xuống trước khi triệu hồi sư khế ước ma thú đều khiến ma thú trọng thương như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhưng với tên đại biến thái như ngươi ta thấy chẳng cần vì khả năng điều khiển nguyên tố của ngươi như hoàng mỹ tin tưởng ma thú ngang cấp không thể không khuất phục còn chưa nói đến cái trận pháp khế ước của ngươi vô cùng mạnh mẽ do nó cầu kỳ phức tạp nhưng chặt chẽ nếu ma thú dù cấp cao hơn ngươi rơi vào cũng khó thoáng, càng nói tạp vân. Phi càng khâm phục phong vũ, cái trận khế ước đó rất cường đại, kết cấu bí ẩn còn là toàn hệ ông chắc chắn ngoài phong vũ ra không ai có, nghe lão già nói phong vũ cũng hiểu, như vậy nàng sẽ có lợi thế, phải biết triệu hồi sư đấu với ma thú ngang cấp rất nguy hiểm. Nếu đấu với ma thú thấp hơn một cấp sẽ dễ hơn vì thân thể ma thú rất cứng cáp mạnh mẽ mà ma pháp sư hay triệu hồi sư thì thân thể yếu đuối, nhưng chuyện đó lại không xảy ra trên người nàng, có thể nói với phong vũ không gì là không thể. Vừa là ma pháp sư, triệu hồi sư còn là chiến sĩ, phong vũ chính là người đầu tiên và duy nhất vừa ma pháp vừa chiến sĩ. Bước 3 là khế ước chi trận, ký khế ước cùng ma thú nhớ kỹ có hai loại khế ước là chủ tớ và bình đẳng ngươi phải suy nghĩ thuật cẩn thận khi lựa chọn ma thú vốn cường đại cao ngạo có thể khế ước với triệu hồi sư đối với chúng kỳ thật là vũ nhục hầu hết ma thú không tình nguyện nhưng lại không thể trốn thoát cho nên ma thú luôn mang nỗi oán hận với triệu hồi sư có thể nói chỉ cần có cơ hội ma thú sẽ tay giết chết triệu hồi sư khế ước với nó phong vũ rất nghiêm túc lắng nghe kẻ mạnh lại bị bắt phục vụ kẻ yếu đúng là vũ nhục nó nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng không cam tâm sẽ phản kháng dù khi chết sẽ bị thương cũng tuyệt không nương tay khế ước chủ tớ ma thú phải phục tùng tuyệt đối trung thành với mình khế ước bình đẳng ma thú sẽ ngang hàng với bản thân cũng là khế ước nguy hiểm nhất ma thú có thể tùy tâm hành động tự nhiên có cơ hội sẽ đoạt tính mạng của triệu hồi sư vũ nha đầu ngươi có nghĩ tới sẽ thay đổi ma thú không mỗi loại nguyên tố chỉ có thể khế ước với một ma thú nhưng cũng không phải vĩnh viễn nếu gặp ma thú cường đại hơn triệu hồi sư có thể giải trừ khế ước ký với ma thú khác mạnh hơn đây cũng là lý do triệu hồi sư bảo vệ sự cường đại của mình nhưng hậu quả thì một khi là khế ước chủ tớ sẽ tạo tên thương thế rất nặng trên người triệu hồi sư cũng vô cùng có khả năng khế ước ma thú mà mạnh mẽ giải trừ sẽ phản chủ còn bình đẳng sẽ không hại đến thương thế của triệu hồi sư nhưng cũng nguy hiểm muốn trở thành triệu hồi sư kỳ thật đầy rẫy nguy hiểm và khó khăn. Phong vũ gật đầu, mắt người đời chỉ thấy triệu hồi sư cường đại thần bí, lại không biết cái giá họ phải trả, phải sử dụng sinh mệnh để khế ước một ma thú. Nghề này dù tôn quý người người mong muốn nhưng luôn cận kề với cái chết. Nhà đầu khi ngươi khế ước phải suy nghĩ kỹ dùng loại nào nếu không sẽ hối hận, Lão Vân Phi nói xong, nhìn triệu hồi sư thật quai phong nhưng gian khổ vẫn nhiều nhất. Số lượng triệu hồi sư vốn ít cho nên khi một triệu hồi sư đoản mệnh thì những triệu hồi sư cũng buồn thay. Yên tâm, ta có chừng mực sẽ suy xét, phong vũ cẩn thận suy nghĩ trong mắt xẹp ti kiên định. Được, hiện tại ngươi đang ở bên ngoài mê vụ lâm sâm, nơi chứa vô cùng nhiều ma thú vào càng sâu bên trong ma thú càng mạnh, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hãy vào, phong vũ vô cùng hưng phấn. Nàng bên ngoài chỉ đấu với những con cấp thấp căn bản rất nhàm chán vào sâu bên trong thực lực chúng sẽ cao hơn như vậy nàng sẽ nhanh nâng cao được thực lực, hiện tại nàng mới là ma pháp sư cấp 3 vẫn chưa được cứ từ từ vào vừa nâng thực lực đến nhất định hãy kiếm ma thú cũng không muộn. Vì nàng muốn tìm ma thú cường đại quý hiếm chứ không phải ma thú thường vì thế nàng cũng phải thật mạnh như vậy mới có thể khế ước với nó. Nghĩ đến hành trình sắp tới nàng vô cùng kích động cùng vui vẻ. Chương 6 Lôi chấn ma thú đầu tiên Nguồn Mê truyện audio com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sáng hôm sau phong vũ vẫn như cũ, dậy rất sớm đem đá buộc quanh người chậm rãi vào trong. Nhìn bước đi nàng vô cùng nhẹ nhàng nhưng ai biết trên hình nhỏ bé đó vác trên người cả trăm cân ngay cả thanh niên cường tráng cũng sợ có chút cực nhọc. Có thể nói do rèn luyện khổ cực nên sức mạnh thể lực của Phong Vũ đã sớm vượt qua chiến sĩ, nếu một chiến sĩ cấp 6 đấu với chiến sĩ cấp 5 là nàng chỉ sợ là thua thảm, cuối cùng đêm đến, Phong Vũ đốt lửa ngồi nướng thịt ma thú giết được một ngày nay, nàng đi rất chậm vì muốn nâng thực lực nên cả ngày nay nàng luôn chiến đấu với ma thú nên chỉ mới tiến vào trong được một chút, hiện giờ nàng nghỉ ngơi Người ta nói đêm đến trong mê vụ lâm sâm vô cùng nguy hiểm ngay cả cường giả cũng kiên kỵ không dám qua đêm trong này vậy mà một bé gái 5 tuổi lại thông thả ngồi nướng thịt ăn bên trong, nói ra sợ có người không tin. Do từ sáng vẫn chưa ăn gì lại đấu hơn chục con ma thú nên hiện tại nàng rất đói, đang dơ miếng thịt chuẩn bị ăn thì miếng thịt đã bị cơn gió cuốn mất, phong vũ kinh ngạc dò xét xung quanh không phát hiện gì mới bực bội rồi lấy miếng thịt khác bỏ lên nướng, khi miếng thịt chín lần này phong vũ đã rút kinh nghiệm nhanh hơn cho vào không gian vẫn là con gió kia ngang qua nàng lại lấy miếng thịt đã nướng ra thì một vật nhỏ liền bay tới bám lấy miếng thịt còn phát ra tiếng chi chi sau lại hai mắt long lanh vô tội nhìn nàng phong vũ dở khóc dở cười nhìn con vật trước mắt giống loài sói con ở hiện đại bộ lông màu tím mượt mà tứ chi thon thả mềm mại cọ cọ vào người nàng nàng xé miếng thịt làm hai đưa cho nó một phần con vật nhỏ ăn xong lại ngẩng đầu lên nhìn nàng kêu, chi chi, phong vũ chảy ba vạch hắc tuyến, lấy trong không gian ra thịt lại tiếp tục nướng lạnh lùng cảnh cáo, im lặng ta sẽ nướng cho ngươi ăn, ồn ào ta sẽ nướng luôn cả ngươi, như hiểu ý nó im lặng, cọ cọ nàng mắt thì nhìn chầm chầm miếng thịt đang nướng. Cứ như vậy sau một canh giờ con vật nhỏ đã ăn hơn cả chục miếng thịt. Phong vũ bế nó lên nhìn kỹ rốt cuộc thì nó là ma thú gì mà ăn tốt thế, sau khi ăn no con vật nhỏ đến bên tay này chỉ chi chi, ngươi muốn gì ta không hiểu, hình như nó muốn ký kế ước với ngươi nha đầu, tạp vân phi bên trong không chịu được liền lên tiếng, kế ước, nó thuộc hệ gì. Phong vũ kinh ngạc nghi hoặc nhìn vật trước mặt, ta không biết nhưng hình như là ma thú thượng cổ, ma thú thượng cổ. Ta thấy không giống chút nào, phong vũ hoài nghi con vật này mà là ma thú thượng cổ sao, có thể là ấu thú ngươi cứ ký khế ước thử sẽ biết thôi, này ngươi là muốn ký khế ước với ta sao. Phong vũ bế nó lên lạnh lùng hỏi, con vật nghe vậy liên tục gật đầu như sợ nàng sẽ đổi ý vậy, được, khế ước chi trận mở, phong vũ không hề biết hành vi này đã khiến cho khu rừng này bị khủng hoảng, kinh động ma thú và khiến cho người ngồi sau bên trong đột nhiên mở mắt, đã đến rồi, người cũng nên đi đi, chỉ nghe tiếng đáp lại, nha nha nha, rồi biến mất với tốc độ kinh người. Người vừa nói nhìn lên trời khẽ nói, xem ra đại lục này cũng bắt đầu sóng gió rồi, nhắm mắt tiếp tục ngủ bên này khi phong vũ nói xong bên dưới con vật nhỏ hiện lên một trận pháp vô cùng phức tạp bảy nguyên tố vây quanh rồi sáu nguyên tố từ từ biến mất còn lại màu tím tràn ngập trong trận pháp khế ước bình đẳng khế dù nàng không biết nó là ma thú gì nhưng nó đã tự nguyện thì nàng cũng muốn nó có tự do nàng muốn làm bằng hữu với chúng chứ không muốn biến chúng thành vật sai khiến ánh sáng trong trận pháp vây quanh hai người và thú dần dần kết thúc cuối cùng nguồn ánh sáng vòng quanh ngón tay ngưng kết thành chiếc nhẫn màu tím bên trên là những hoa văn nhỏ khác nhau. Phong Vũ đột nhiên cảm thấy không gian tinh thần của nàng dao động hình như là tăng cấp, sao lão gia hảo kia không nói cho nàng biết khế ước lại tăng cấp. Ma Pháp Sư cấp 6, tăng tận 3 cấp sao lại như vậy, Tạp Vân Phi kinh ngạc tò mò, từ trước đến nay ông chưa thấy trường hợp này bao giờ. Từ trước đến giờ ta chỉ thấy ma thú và chủ nhân tu luyện cùng tăng cấp chứ có bao giờ thấy khế ước mà cũng tăng cấp, những ba cấp, tiểu quái vật ngươi khế ước như thế nào mà lại thăng cấp vậy, người hỏi ta. Ta phải hỏi ngươi mới đúng lão gia gia, phong vũ nhướng mày nghi hoặc ta làm sao biết lần đầu ta gặp trường hợp này, con mẹ nó quái thai sao. Thiên tuyết lúc trước không được như vậy nhưng tốc độ tu luyện kinh người, 25 tuổi đã tới tôn giả sợ là không ai tin, vì tới đó giống như mơ vậy dù cũng có người tới cấp này nhưng ít nhất cũng phải hơn 40 mà mẹ nha đầu 25 đã tới thì nó sẽ như thế nào tốc độ tu luyện của quái vật này cực nhanh mà còn khế ước lên cấp thì cấp bậc tôn giả mấy năm nữa nó tới lôi nguyên tố sao phong vũ bế con vật lên nhìn nó con này là ma thú thượng cổ sao giống ma sủng hơn mà không phải ma thú rất cao ngạo sao nó cư nhiên tự nguyện a à, nè ngươi nói được chưa sao ngươi lại muốn khế ước với ta chủ nhân theo ngươi có thịt ăn thịt chủ nhân nướng ăn rất ngon a à. con vật nhỏ truyền âm cho phong vũ nó khế ước với một chủ nhân rất biến thái a à. Lúc đầu vì nó nghĩ nàng rất mạnh nhưng không ngờ nàng còn là toàn hệ. Nó thật may mắn, phong vũ chảy ba vạch hắc tuyến. Lần đầu nàng thấy ma thú tự bán mình vì miếng thịt, nhìn kỹ thấy nó khá đáng yêu nhưng nhìn nó ngầu nhiều hơn vì bộ lông tím huyền của nó. Khuôn mặt có chút giống sói, đôi mắt thì sắc bén dù nó hơi nhỏ nhưng nhìn vô cùng mạnh mẽ. Lão Gia Gia, ngươi thật không biết nó ma thú gì. Ta thật thấy nó trông rất quen như. Tạp Vân Phi chợt bừng tỉnh, đúng rồi nha đầu mau vào, nghe thế phong vũ khẽ động thân ảnh biến mất vào trong không gian khi vào thì thấy Tạp Vân Phi đang lục lọi tủ sách như đang tìm thấy thứ gì, nàng cũng im lặng quan sát. Một lúc sau lão gia hỏa mới thốt lên khiến phong vũ chú ý. Đây rồi là nó, Tạp Vân Phi đưa quyển sách cho phong vũ xem thì thấy con vật xù xì màu tím bên cạnh là một con vật to lớn dũng mãnh, toàn thân bao bọc lớp vẫy như rồng, trên đầu có hai chiếc sừng tên là tỳ hưu, vô cùng oai phong đây là nó, Phong Vũ nghi ngờ nhìn lão Tạp Vân Phi, đúng vậy đây là hình dạng sau này nó tiến tới cấp thống lĩnh, Tạp Vân Phi gật đầu giải thích. Nha đầu này vẫn cứ chó gì mà may mắn tới vậy, tự dưng nhặt được báu vật trên trời rơi xuống, vận may có phải quá tốt hay không, ông trời quá thiên vị rồi, Phong Vũ gật đầu rồi bán manh nhìn vật nhỏ trước mắt cười tươi động lòng người, ngọt ngào nói, gọi ngươi là lôi chấn đi, từ nay là bằng hữu của ta, hai mắt lôi chấn sáng lên, có vẻ nó rất hài lòng với cái tên cọ cọ vào người nàng nũng nịu. Phong Vũ vui vẻ ôm nó vào lòng, nàng rất vui vậy là cuộc hành trình sẽ không còn buồn chán, khóe miệng Tạp Vân Phi giật giật, làm sao nó lại là ma thú thượng cổ được chứ, đem tôn nghiêm ma thú vất sau đầu, dùng sức nịnh nọt chủ nhân không? Nếu không phải thấy cảnh trước mắt ông cũng không tin. Chương 7 Mê Vụ Lâm Sâm Nguồn Mê Truyện Audio.com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc thấy lôi trấn dù không phải ở nguyên hình nhưng hình dáng hiện tại của nó dù nhỏ nhìn cũng rất bi phong nhưng lại tỏ vẻ đáng yêu lấy lòng nàng khiến nàng không khỏi buồn cười, đột nhiên nàng nhớ ra chiếc nhẫn trên tay, đây có thể nói là vật chứng minh nàng là triệu hồi sư. Nàng không thích đeo nhẫn vì nó rất khó chịu với lại thêm tình cảnh hiện giờ thì càng không nên đeo, nàng không muốn lộ thân phận sớm sẽ rất phiền và hiện tại nàng vẫn còn yếu thế là tháo chiếc nhẫn ra tùy tiện quăng vào trong không gian, thấy nó không thích vào không gian ma thú nàng đành quăng luôn vào không gian chỉ giới. Nha đầu ngươi không đeo nhẫn sao để mọi người biết ngươi là triệu hồi sư, vậy ngươi sẽ được kính trọng tôn vinh, tạp vân phi thắc mắc hỏi, nha đầu này đừng nói là giống mẹ của nó a. À? Phiền, đeo khó chịu, phong vũ nhàn nhạt nói, cái gì? Ngươi có biết có bao nhiêu người mơ ước trở thành triệu hồi sư hay không? Tạp Vân Phi nổi giận, quả nhiên y như nha đầu thiên tuyết kia đeo những khó chịu nên không đeo sao cái đạo lý gì vậy thứ nhất ta không thích đeo thứ hai hiện giờ ta không đủ mạnh lão gia gia hiểu không phong vũ lạnh lùng ánh mắt xem thường tạp vân phi gà ừ giọng của tạp vân phi nhỏ lại đúng rồi lúc trước thiên tuyết cũng nói vậy cư nhiên ông lại quên cảm thấy xấu hổ khi mình suy nghĩ không bằng một đứa trẻ sáng hôm sau phong vũ lại tiếp tục vào bên trong nhưng lần này nàng không đi chậm như hôm qua Phong Vũ đưa tinh thần lực bao quanh cảm nhận được rất nhiều nguyên tố khác nhau, chủ yếu là màu đỏ, vàng, xanh không có màu trắng, tím hay đen mà những nguyên tố nàng cảm nhận rất nhạt. Tạp Vân Phi có nói khi gặp những ma thú thấp hơn mình thì nguyên tố trên người ma thú rất nhạt, nàng tìm cả nửa ngày nhưng không thể thấy một con ưng ý toàn là những cấp yếu không khỏi thất vọng. Không thấy được con nào mạnh cả, thật chán, nghe nói Tạp Vân Phi càng hài lòng, không vì có năng lực cường đại mà tham lam suy nghĩ chín chắn biết chọn lọc nếu là người khác có được năng lực này chắc chắn sẽ kiêu ngạo tự mãn nhưng nha đầu này bình tĩnh và nhận thức được rất cao chất lượng quan trọng hơn số lượng triệu hồi sư phân rõ cấp bậc ma thú là dựa vào cấp bậc của bản thân nếu ma thú ngang cấp thì màu nguyên tố lực sẽ rực rỡ nồng đậm thấp hơn thì màu sẽ nhạt ảm đạm còn cao hơn thì sẽ không cảm nhận được chính ra là chỉ khế ước với ma thú cùng hoặc thấp cấp hơn nếu nãy giờ ngươi chưa thấy thì tiếp tục đi vào bên trong mà thú bên trong cấp bậc cao hơn rất nhiều ánh mắt phong vũ nhìn xuyên qua hướng đến sâu trong khu rừng mê vụ lâm sâm này thông với sườn núi kia bên ngoài đã là phạm vi hoạt động lớn nhất của nhân loại vào trong cũng phải người thất cấp mới dám xông vào sâu bên trong rất nguy hiểm nhưng với nàng càng nguy hiểm càng khiến nàng hưng phấn khóe môi cong lên hiện ý cười tươi khuôn mặt xinh đẹp đến không giống người càng diễm lệ động lòng người vũ nha đầu ngươi dám đi không Tạp Vân Phi khẽ dò hỏi thái độ của Phong Vũ, đi chứ, ma thú càng mạnh ta càng hưng phấn, nguy hiểm là việc mà khi ta sống phải trải qua như vậy mới thú vị, nếu không thì sống làm gì. Phong Vũ cười tươi ngọt ngào nói nhưng lời nói khiến người khác lạnh sống lưng, ha ha quả không hổ danh người Phong Gia, các ngươi giống nhau thật, đúng là người nhà đều có chung ý nghĩ, Phong Vũ cười nhạt, cước bộ ngày một nhanh sâu bên trong rất nguy hiểm không như bên ngoài, nếu màn đêm buông xuống cho dù nàng có thiên phú cao tới đâu, mạnh mẽ như nào cũng không ra được nếu là ban đêm. Nếu đã hạ quyết tâm thì phải đi dù có trải qua bao nhiêu đau đớn. Trong gai nàng cũng không sợ, nàng vẫn còn. Ba mẹ còn ca ca nên nàng càng phải thật mạnh mới gặp lại họ. Mê vụ lâm xâm này số lượng ma thú rất nhiều, nên chia thành ba bộ phận. Bên ngoài là tầng thấp nhất, cao nhất là tứ cấp. Ma thú này cũng thường xuyên bị con người bắt giết vì thực lực của chúng có chút kém. Rất ít ma thú có thực lực ngũ cấp trung bộ khu rừng là ma thú ngũ cấp tới thất cấp thực lực này với nhân loại mà nói trừ phi là có thực lực cường đại nếu không chỉ có thể trở thành đồ ăn cho chúng ma thú tuy tính tình hung tàn nhưng lại có quy tắc không xâm chiếm nhân loại không ai biết nguyên nhân lúc trước có ma thú lục cấp tự tiện tập kích nhân loại đã bị nghiêm trị nên từ đó không có ma thú nào dám hành động ma thú dù vậy nhưng không có nghĩa chúng chịu sống hòa bình với con người mà khát vọng của con người với sức mạnh của ma thú chưa bao giờ biến mất chỗ sâu nhất đều là ma thú cường đại, chưa ai đi qua đó cũng không ai dám vào, đa số nhân loại đều hoạt động bên ngoài, tiến vào trong chỉ có nhân tài có thực lực mới dám tiến vào. Mà chỗ sâu nhất trừng ngay cả nghĩ cũng không dám, nhân loại ngay cả ma thú cũng không, mà trong chỗ sâu nhất một bóng nhỏ nhắn đang lao ra với tốc độ kinh người khiến ma thú đều bị kinh động, mà bên ngoài cũng có một thân ảnh xuyên qua hướng trung bộ mà tiến đến. Tốc độ rất nhanh khiến ma thú cấp bậc thấp cũng không thấy rõ bóng đen này là gì, bóng đen này là phong vũ tinh thần lực tràn ra như thủy triều theo bản năng kết nối với nguyên tố trong không khí bất tri bất giác nàng lại lĩnh ngộ thêm cách điều khiển nguyên tố nàng đã thử vận dụng không ngờ phong nguyên tố bị dung hợp làm thân hình của phong vũ dưới sự giúp đỡ của gió lại nhanh hơn đến mức kinh ngạc tiểu quái vật cuối cùng ngươi cũng lĩnh ngộ được phong nguyên tố tạp vân phi giải thích phong vũ mới hiểu hóa ra vừa rồi nàng đã lợi dụng được phong nguyên tố nói cách khác phong nguyên tố đã tồn tại trong tinh thần lực của phong vũ tốc độ của phong vũ lại tăng thêm như đã vượt qua ma thú ngũ cấp điện báo tốc độ như vậy tất nhiên sẽ làm ma thú cấp thấp sợ hãi còn thu hút chú ý của ma thú ngũ cấp ngoài khu rừng ngoài khu rừng là địa bàn của ma thú ngũ cấp tuy không ngừng có nhân loại xâm nhập nhưng chúng không thèm để ý vì loài người chỉ lướt qua bên ngoài thôi nhưng khi phong vũ xuất hiện chúng đột nhiên cảnh giác nơi nàng đi đến chính là trung bộ, khu rừng này tuy không chia thành ba phần rõ rệt nhưng đã hình thành một cơ chế vô hình, bên ngoài khu rừng có thể coi là bình phong có tác dụng phòng nhân loại xâm nhập. Mấy năm nay không biết không biết có bao nhiêu người xưng là cao thủ bị chết ở đây, mấy ma thú ngũ cấp đã liên hệ với nhau, khu rừng đột nhiên xuất hiện vài bóng đen mang theo uy áp và tức giận khiến các ma thú cấp thấp đều sợ hãi trốn đi, mấy bóng đen xuyên qua phía ngoài, tất cả đều nhắm về phong vũ còn nàng thì không ngừng chạy về trước, nguyên tố nàng cảm nhận được ngày càng ít trong lòng phong vũ dần hưng phấn, xem ra nàng sắp đến trung bộ rồi. nghĩ đến đây tốc độ của phong vũ lại càng nhanh. một lúc sâu nghe tiếng của tạp vân phi nghiêm túc, vũ nha đầu, có chuyện rồi cẩn thận. nghe vậy phong vũ phóng ra tinh thần lực bao trùm không khí đột nhiên xuất hiện vài nguyên tố lực khiến nàng không khỏi trầm mặt. ngũ cấp lại có bốn con, tốc độ dưới chân lại càng nhanh nhưng phong vũ phát hiện dù Nàng có nhanh cỡ nào thì mấy nguyên tố kia vẫn vượt qua mình, lại đang càng kéo giảm khoảng cách, Phong Vũ khẽ nhíu mày, ma thú ngũ cấp lại tới 4 con đối với nàng ở hiện tại rất nguy hiểm, nhưng đằng nào cũng không thoát vậy thì đấu một trận thôi. Phải biết rằng ma pháp sư cấp 6 đối kháng với một ma thú cấp 5 cũng tương đối khó, sức con người không thể so với ma thú được nhưng Phong Vũ giống người không. Tất nhiên là không nàng còn là chiến sĩ nhưng thân thể hiện tại đã sớm vượt qua còn mạnh mẽ hơn cả chiến sĩ a à dù nàng không biết vì sao đột nhiên phong vũ dừng lại làm mấy ma thú ngũ cấp đang chạy như bay cảm nhận được không khỏi kinh ngạc nhưng chúng không thể để con người này sống được nếu không người chết là bọn chúng bốn ma thú bộc phát quanh thân tràn ngập nguyên tố lực trong phút chốc đã chạy gần đến chỗ phong vũ phong vũ lẳng lặng chờ không đến một phút bốn ma thú kia đã đến nàng nở nụ cười tươi rói có chút quỷ dị như ác ma đội lốt thiên sứ xem ra hôm nay gặp khó khăn rồi thú vị phong vũ giơ tay tụ tinh thần lực sẵn sàng chiến đấu tâm trạng nàng cực kỳ hưng phấn đã lâu chưa gặp đối thủ mạnh đương nhiên làm nàng phấn kích tạp vân phi bên trong không khỏi thở dài xem ra có vài kẻ gặp xui xẻo rồi dù tới bốn con ma thú với người khác chính là con đường chết nhưng với tiểu quái vật này chính là kịch tính càng làm nó thích thú phong lan điện báo hỏa vân sói, tử phong sói, bốn ma thú thì ba là ngũ cấp sơ kỳ, một là ngũ cấp cao nhất. Phong vũ dù hưng phấn nhưng cũng cảnh giác, tới bốn con nên có chút khó đối phó may mà chỉ có một ngũ cấp cao nhất nếu không sợ là nàng phải bỏ mạng rồi. Bốn ma thú nhìn nhau rồi nhìn chầm chầm phong vũ, kỳ lạ là bốn con không có hành động, nàng cũng bất động, ma thú đến giai đoạn cao cấp mới có thể nói tiếng người, nhưng ma thú dưới cao cấp trí tuệ cũng rất thông minh, không ngốc. Phong Vũ một mình có thể xâm nhập đến đây chứng minh nàng có thực lực. Khi chúng thấy Phong Vũ không khỏi kinh ngạc, chúng không thể ngờ người có thể xông vào đây chỉ là một đứa trẻ. Chương 8 Hài tử này là quái thai sao? Nguồn Mê truyện audio com Ma thú có một năng lực đó là có thể nhìn ra độ tuổi của nhân loại, khá hay vì ở đại lục này có một số cường giả cường đại dùng đang dược biến mình hóa trẻ đi để dễ hành động kiểu giả trư ăn thịt hổ. Nhưng chiêu đó với ma thú hoàn toàn phản tác dụng, chúng có thể biết tuổi của nhân loại dù ngươi có dùng đang dược lợi hại đến đau cũng không giấu được nhờ vậy có một vài trường hợp ma thú đã tránh thoát bị giết. Vì cường giả hóa thành trẻ ra làm ma thú có thể chủ quan không cảnh giác lắm nhưng nhân loại lại không hề hay biết ma thú có thể nhìn ra được tuổi thật. Có người sống tới mấy trăm năm tất nhiên thực lực không tồi đương nhiên chúng phải chạy trốn khi nhìn thấy dù bề ngoài có là một đứa trẻ 13, 14 tuổi, con người cũng có cách biết tuổi người khác chính là ma hạch kiểm tra độ tuổi, nó giống y như năng lực của ma thú vậy nhưng ma hạch rất đắt tiền chỉ có những gia tộc lớn mới có, họ cũng dùng để chuẩn đoán để tránh đụng độ cường giả khi họ cải lão hoàng đồng. Lúc này bốn ma thú có hơi hoang mang, phía trước bọn họ là hài tử. Chúng nhìn ra chỉ mới có 5 tuổi không hề dùng dược hay cải trang mà thật sự là một tiểu hài tử. Nhưng cũng không dám lơ là. Chúng đang thăm dò phong vũ tuy không sợ nhân loại nhưng ngại đụng một loại người sinh ra trong nhân loại triệu hồi sư, đụng phải triệu hồi sư cường đại, ma thú căn bản không thể chạy, bị khế ước trở thành công cụ sai bảo đối với ma thú là vô cùng nhục nhã. Không biết có bao nhiêu ma thú làm thủ hạ của triệu hồi sư, ma thú bị khế ước sẽ bị các mua thú khác nhạo bán kinh thường vì chúng phải quy phục con người nhỏ bé, bốn ma thú sở dĩ chưa hành động là vì hoài nghi phong vũ có phải triệu hồi sư không con người tiến vào mê vụ lâm sâm đều ôm ý niệm giống nhau. Giết ma thú. Nhưng chúng chạy thẳng vào đây lại không ngửi thấy mùi máu, đủ hiểu tiểu hài tử này vào đây không phải giết chóc, vậy không phải triệu hồi sư là gì, sống lâu ở đông đại lục, mê vụ lâm sâm ma thú ở đây có thể nói là may mắn nhất, đông đại lục rất ít triệu hồi sư cho nên các ma thú không cần quá lo lắng. Dù hiện tại trên đại lục này có hai triệu hồi sư nhưng họ cũng không dám mạo hiểm tiến sâu vào trong, không dám manh động nên ma thú ở đây khá thoải mái. Nhưng phong vũ dám tiến sâu vào trong đây. Khiến bọn chúng đang thông thả bổng căng thẳng, tuy triệu hồi sư ở đông đại lục dù không dám manh động nhưng cũng đã từng xông vào đây và xém mất mạng nên không còn quay lại nữa cũng là cách đây hơn 10 năm trước. Nếu xuất hiện thêm triệu hồi sư chắc chắn sẽ xuất hiện ở mê vụ lâm sâm, ma thú ở đây vô cùng có sức hấp dẫn với triệu hồi sư. Bốn ma thú không ngừng quan sát phong vũ, có phải triệu hồi sư hay không? Nếu đúng có nên đấu không, phong lan ngũ cấp cao nhất, hỏa nguyên tố tràn ngập cả cơ thể, trảo vuốt sắc nhọn tản ra từng luồng nhiệt, đôi mắt đỏ lóe ngờ vực khó hiểu, bốn ma thú vẫn hoài nghi, tiểu oa nhi trước mắt không có dao động tinh thần lực, triệu hồi sư nhiều hay ít đều dao động nhưng hài tử này lại không thấy gì. Dù vậy chúng vẫn không yên lòng, một đứa bé 5 tuổi lại đi vào được tới đây còn một mình, dù là triệu hồi sư trước đây cũng dẫn theo cả một binh đoàn còn nàng chỉ có bản thân. Chúng cảm thấy nàng rất nguy hiểm, năm tuổi chỉ mới 5 tuổi a à quái thai sao, trực giác của chúng quả không sai, năng lực điều khiển nguyên tố của Phong Vũ đã đạt đến hoàn mỹ, nếu nàng muốn có thể thoải mái khế ước bọn chúng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Phong Vũ đã muốn giấu tinh thần lực thì ma thú có mạnh đến đâu cũng không biết được, bốn ma thú trong lòng bồn chồn, chúng muốn bỏ chạy, tiểu hài tử này rất quỷ dị khiến chúng có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến hậu quả chúng để nàng vào trung bộ cho dù nàng là triệu hồi sư thì sao năm tuổi này nắm giữ mấy phần nguyên tố lực làm sao có thể là đối thủ của ba đứa nó giết nàng có thể bớt đi một triệu hồi sư chúng chính là lập đại công nếu không phải càng không có uy hiếp chiến sĩ ma pháp sư căn bản chúng không ngại huống chi lần này tận bốn ma thú ngũ cấp cho dù trước mắt là một tên thất cấp cũng phải nghĩ cách bỏ chạy chứ đừng nói đến một hài tử mới năm tuổi trong lòng đã quyết định khí thế đột nhiên tăng vọt chuẩn bị hành động. Phong Vũ thấy vậy cũng chẳng sợ hãi mà ngày một hưng phấn, bốn con rất kích thích, nở nụ cười tươi nhìn bốn con ma thú đang tràn đầy khí thế phía trước. Lúc này dung nhan tuyệt mỹ của Phong Vũ càng thêm diễm lệ, nhìn nàng siêu cấp đáng yêu như tiểu tiên chốn hồng trần, khuôn mặt non nớt xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc bén giảo hoạt. Lâu rồi chưa kiếm được đối thủ, vừa lúc có các ngươi tuy chỉ ngủ cấp đành vậy dùng để kiểm tra năng lực của ta cũng tạm trống một tiếng nổi giận vang vọng, tất cả ma thú cấp thấp hơn run rẩy trong tổ, dù tiếng trống giận dữ truyền đến từ rất xa nhưng cũng khiến chúng sợ hãi, bên ngoài mê vụ lâm sâm lúc này gần như không thấy một ma thú, toàn bộ đều ẩn nấp, lúc này ngay giữa ranh giới của bên ngoài và trung bộ, bốn ma thú đã bắt đầu công kích, phong lan ngũ cấp cao nhất giữa đôi mắt tím bén nhọc là đồng tử đen có vẻ tà mị, gầm lên giận dữ rồi thân mình sắc lửa đỏ bí mật mang theo sóng nhiệt mạnh mẽ đánh tới. Phong Vũ, Phong Vũ cười nhạt, cơ bắp và tế bào trong cơ thể mỏng manh bỗng tăng trưởng, lực lượng và phòng ngự phát huy đến cực điểm, nhìn móng vuốt sắc nhọn lao đến. Phong Vũ nhẹ nhàng không chớp mắt Phong Lan đánh xuống, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ bén nhọc mang theo sức mạnh chiến sĩ thất cấp đâm mạnh vào sườn Phong Lan. Đây là kết quả nàng luyện tập với hàng chục con ma thú cấp thấp 3 tháng qua, hôm qua khi khế ước với lôi chấn từ ma pháp cấp 3 lên cấp 6 thì chiến sĩ cấp 5 cũng tăng lên cấp 7 nên hôm nay phong vũ thử sức mạnh của chiến sĩ cấp 7 như thế nào. Rào, một tiếng kêu lên đau đớn, ánh sáng đỏ bị phong vũ đánh bay đập mạnh vào thân cây, rắc, khi phong lan rơi xuống cái cây bị nó va vào cũng gãy làm đôi, phong lan té xuống đau đớn, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi rồi tắt thở nằm bất động trên đất. Ba ma thú còn lại nhìn cảnh trước mắt thì há hốc mồm. Phong Lan có thực lực mạnh nhất trong chúng là ngũ cấp cao nhất. Nhưng, bị một tiểu hài tử năm tuổi một dao giết chết, người này là chiến sĩ, nhưng chiến sĩ sao có thể có lực khủng bố như thế, thân thể ma thú mạnh hơn con người nhiều. Không phải vì nguyên tố lực quanh mình để phòng vệ mà thân thể của chúng cũng rất cường tráng. Khi nãy Phong Vũ phóng con dao nhỏ ngay tim Phong Lan rồi mới vung quyền đấm mạnh vào sườn nó, dù sao lúc trước nàng cũng là sát thủ số một nên sử dụng ám khí vô cùng hoàn mỹ này còn kèm theo phong nguyên tố. Con dao nhỏ đó lao đến tốc độ đó phong lan căn bản không phát hiện nhưng phong vũ biết nếu chỉ đâm ngay tim nó cũng chỉ bị thương nặng nên nàng đã vung quyền đấm mạnh vào thân đó khiến nó tắt thở ngay. Không nói đến ám khí dao đó chỉ nói quyền vừa rồi nếu nàng đánh vào con người chỉ sợ người đó chỉ còn vụn thịt ba con ma thú liếc nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười, tiểu oa nhi này mấy tuổi chỉ có 5 tuổi, chiến sĩ cao cấp. Ngay cả ma thú chúng nó cũng không có biến thái như thế huống chi là nhân loại nhỏ bé. Tiểu hài tử này nhất định có bí pháp có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực, nhất định vậy. Ba ma thú vốn muốn nhìn Phong Lan thu thập tiểu hài tử này, không ngờ Phong Lan lại bị oa nhi một quyền giết chết. Ba ma thú không khỏi có chút buồn bực, Phong Vũ càng ngày càng kích động quả là sức mạnh chiến sĩ cấp 7 có khác không ngờ mạnh như vậy, nhưng lại không biết trong người mình có một nguồn sức mạnh đem từng chút len lỏi cải tạo cơ thể, nếu bây giờ Phong Vũ đấu với một chiến sĩ cấp 9 chưa chắc thua, dù hiện tại thực lực là chiến sĩ cấp 7 nhưng thân thể lúc này đã không còn giống người nữa mà là sức của một ma thú. Thấy ba ma thú không lùi mà tiến tới, Phong Vũ càng hưng phấn nếu giết gà dọa khỉ vô dụng thì đấu một trận thật đã vậy. Vừa rồi nàng đã dùng hết sức cho quyền vừa rồi, đành phải dùng ma pháp thôi từ lúc luyện tập phong vũ chưa dùng ma pháp chiến đấu bao giờ vì nàng muốn tăng sức mạnh nên chỉ dùng dao, phong vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay hỏa nguyên tố vàng kim hóa thành ngọn lửa trong tay, ma thú vừa thấy mắt đột nhiên trừng lớn, ma, ma pháp sư, trong ba ma thú, chỉ có điện báo là phong nguyên tố, hỏa vân sói và tử lan sói đều hỏa nguyên tố nên hiểu được ngọn lửa trong tay phong vũ, hai ma thú rất nhanh xoay người đổi hướng trước ánh mắt mơ hồ của điện báo nhưng làm sao phong vũ làm sao bỏ qua cho chúng nó ngọn lửa dần dần quấn chặt hai ma thú rồi chúng bắt đầu cảm thấy đau đớn và ngửi thấy mùi cháy khét từ bộ lông của chúng hỏa nguyên tố trong tay bay lên biến thành một đầu thú thật lớn hỏa mục đột nhiên mở đôi mắt vàng tràn ngập sát khí hai ma thú muốn chạy trốn nhưng đã không kịp đầu thú hỏa diễm mở miệng rộng liền nuốt cả hỏa vân sói và tử lan sói chúng ngay cả gầm rú cũng không có liền biến thành đống tro tàn, chỉ còn hai ma thạch đỏ rơi xuống, phong vũ nâng mắt lạnh lẽo nhìn điện báo đang hoàn toàn hóa đá, thấy nàng nhìn đến lập tức công đuôi chạy, điên cùng trốn đi. Điện báo run rẩy, sớm biết không nên đến, bên trong trung bộ còn nhiều ma thú lợi hại, tiểu hài tử này vào chưa chắc có mạng ra ngoài, mà đó căn bản không phải tiểu oa nhi, là là quái thai không giống con người, điện báo càng nghĩ càng hoảng liều mạng chạy, nháy mắt đã không thấy bóng dáng nó cảm thấy thật may khi không công kích tiểu quái vật kia. Phong vũ thấy không khỏi bật cười đánh không lại bỏ chạy, coi như thông minh, cuối người nhặt hai ma thạch lại đến bên thi thể phong lan nằm bất động trên đất cậy ma thạch ra rồi vất thi thể vào không gian. Phong vũ nghĩ thịt ngũ cấp chắc sẽ rất ngon, còn ba ma thạch hỏa hệ ngũ cấp hẳn là có thể bán với giá tốt. Quang ma thạch vào không gian, phong vũ tiêu sái bước vào bên trong, phút chốc đã tiến vào trung bộ tinh thần lực phát ra, cảm nhận rõ ràng khác biệt của khu vực trung bộ. Ma thú ngũ cấp ngoài kia chỉ là cộng rơm dưới cảm ứng của tinh thần lực phong vũ biết ở đây thấp nhất là ngũ cấp, hơn nữa số lượng không nhiều có mấy cái lục cấp, còn lại không cảm ứng được. Chương 9 Bắt gặp hỏa sư vương Nguồn Mê truyện audio com Dù háo hức nhưng phong vũ rất bình tĩnh, cẩn thận. Nàng cảm ứng được nguyên tố lực càng ít chứng tỏ nơi này rất nguy hiểm, nơi này có nhiều ma thú cấp bậc cao hơn nàng, một khi chống lại nàng chỉ có đường trốn. Nha đầu, hiện tại ngươi cảm ứng được cao nhất là bao nhiêu, Tạp Vân Phi hỏi trong đầu không ngừng chửi rủa nàng, cái đồ quái vật, yêu nghiệt thiệt là khiến người khác lạnh sống lưng mà, dù chỉ là ngũ cấp nhưng tới bốn con lận là bốn con vậy mà nó một quyền đánh chết một con, một lần thiêu chết hai con. May mà con còn lại thông minh bỏ chạy dù vậy thiệt khiến ông kinh hải rút ra một kinh nghiệm thà đắc tội với vua hay cường giả cũng được đừng bao giờ đụng vào tiểu ác ma này nếu không. Thật không dám nghĩ, phong vũ lạnh nhạt nói. Hai lục cấp, một hỏa, một thổ, tạp vân phi gật đầu, cái tên yêu nghiệt này năm tuổi lục cấp thiệt là con mẹ nó. Cái thiên phú này khiến người ta suy sụp, hổ thẹn ngay cả hắn lúc trước cũng không bằng một phần mười của tiểu nha đầu này. Nha đầu muốn loại nào? Phong vũ cười nhạt, thổ hệ dù có lực phòng ngự tốt nhưng tốc độ và công kích rất kém, nàng còn là chiến sĩ nên dù là ma thú cũng khó thương tổn nàng nói ra ma thú thổ hệ với nàng thật yếu hỏa hệ lại khắc lực công kích rất mạnh nếu vừa rồi không phải phong lan kia không sơ ý nên bị nàng giết chết nếu chúng hợp sức lại tấn công thì nàng phải tốn rất nhiều công sức chứ không dễ dàng hạ chúng quyết định phong vũ sử dụng phong nguyên tố hướng đến chỗ nguyên tố hỏa hệ kia với tốc độ kinh người trung bộ khu rừng rất ít khi có nhân loại tiến vào bởi vì ma thú sống ở đây đại bộ phận đều là từ ngũ cấp đến thất cấp ma thú ngang cấp với con người. Cũng đã mạnh tới mức tạo uy hiếp rất lớn với con người, dù là chiến sĩ thất cấp gặp phải ma thú cấp 6 cũng không tin có thể thắng, còn gặp ma thú cấp 7 chỉ có liều mạng chạy trốn, không ai dám vào đây để chịu chết, chỉ có một loại người không quan tâm đến sinh tử. Triệu hồi sư Nhưng họ rất ít không quá 10 đầu tay nên ma thú sống trong đây rất thoải mái, không triệu hồi sư uy hiếp, kẻ khác không đáng kể nếu thật có mấy tên cao cấp vào đây thì mấy vị sâu bên trong động ngón tay cũng đủ kinh hoảng rồi, ma thú trong đây không giống bên ngoài lo sợ bị con người săn giết, chúng rất an toàn, khi một bóng đen xuyên qua rừng, tiếng lá cây xào xạc, mấy ma thú ăn cỏ cảnh giác nhìn khắp nơi cuối cùng quay đầu chạy trốn, thời gian bắt đầu yên lặng, vì bóng đen này đã bị rất nhiều. Ma thú phát hiện, trong lòng ma thú đều sợ hãi vì chúng có thể ngửi thấy, bóng đen đó không có hơi thở của ma thú, thì chính là nhân loại có nhân loại xông vào rừng, nhất thời trong rừng tăng thêm một tầng u ám, xâm nhập vào rừng này chứng tỏ gì? Một là cường giả. Hai là nguy hiểm nhất triệu hồi sư. Nghĩ đến có thể là triệu hồi sư, tất cả ma thú run rẩy, không muốn bị khế ước, không muốn bị mất đi tự do, các ma thú đều có chút sợ lẫn trốn. Phong vũ cười khổ phong nguyên tố khiến tốc độ nàng có thể sánh với gió nhưng lại không đuổi kịp hỏa nguyên tố kia cho dù nàng dùng toàn lực cùng lắm là duy trì khoảng cách nhận thấy điểm này phong vũ cảm thấy bản thân thật yếu làm nàng càng hưng phấn cùng cố gắng phải thật mạnh lên mà ma thú kia nàng đuổi không kịp nghĩa là nó rất cường đại khiến phong vũ càng vui cuối cùng cũng tìm thấy một con ưng ý thân ảnh không khỏi nhanh hơn vài phần thời khắc cảm nhận được hỏa nguyên tố kia phong vũ không dám dừng đột nhiên quắc nó dừng rồi phong vũ cảm nhận được hỏa nguyên tố kia không di chuyển nữa thì nàng ngờ vực chỉ số thông minh của ma thú rất cao hơn nữa chúng rất giảo hoạt không lẽ? Nàng bị phát hiện, nghĩ đến khả năng này, phong vũ thu tinh thần lực lại, nhưng vẫn tản ra một ít dùng dò vị trí của ma thú, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh mà không gây tiếng động nàng là muốn. Lặng lẽ đến gần, lúc trước trong vũ chính là một sát thủ đẳng cấp giết người không tiếng động, đợt rèn luyện vừa rồi giúp thân thể này khôi phục y như nàng lúc trước nên hiện tại nàng có thể tùy ý điều chỉnh, lúc thì mạnh mẽ như ma thú lúc thì nhẹ như cơn gió. Ma thú có thính lực rất tinh dù là tiếng gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến chúng cảnh giác, Triệu Hồi Sư muốn khế ước với một ma thú cường đại ngang cấp căn bản không có khả năng đánh trực diện, an toàn nhất là đánh lén, Phong Vũ từ từ tiến lên. Trên đường có vài ma thú cũng không phát hiện ra nàng khiến Phong Vũ hoàn toàn yên tâm, ma thú kia cũng thành thật đứng im. Rất nhanh nàng liền cảm nhận được hỏa nguyên tố mãnh liệt dao động, cho dù ngừng tinh thần lực cũng cảm nhận được vị trí của nó, Phong Vũ càng kích động. Ma thú này rất mạnh. Nha đầu ngươi thật may mắn, nguyên tố dao động như thế hẳn là ma thú mạnh nhất ngang cấp, Tạp Vân Phi khiến Phong Vũ rất hưng phấn, đã khế ước tất nhiên là muốn mạnh nhất, bằng không thì có ý nghĩa gì. Ở trong nàng không muốn đổi ma thú, với nàng ma thú là bằng hữu, dù chúng không có tình cảm tốt với con người nhưng qua thời gian tự nhiên sẽ có cảm tình, Phong Vũ nhẹ nhàng đến khi thấy bóng dáng ma thú mới dừng lại, chăm chú quan sát đã đánh lén thì phải tìm ra nhược điểm nếu không cứ vậy mà đánh chẳng khác gì tự sát. Khi thân hình của ma thú kia rơi vào tầm mắt của Phong Vũ, nàng không khỏi mở to hai mắt, trước mặt nàng là một thân giống sư tử nhưng to gấp đôi sư tử ở trái đất, bộ lông màu đỏ xen lẫn chút trắng, là Hỏa sư vương. Hỏa sư vương thuộc giống rất hiếm trong ma thú, bởi vì số lượng hỏa hệ thường lớn nhưng hỏa sư vương rất ít như triệu hồi sư của nhân loại vậy, so với ma thú khác hỏa sư vương vẫn có đặc thù riêng nhưng chưa đến mức hy hữu. Tuy nhiên hỏa sư vương trước mặt lại khác, không giống hình trong sách sắc đỏ trên người nó tỏa sáng chói mắt. Nàng chắc chắn không giống những trong sách ma thú mà Tạp Vân Phi cho nàng xem. Vũ Nha Đầu, ngươi có phải quá may không là hỏa sư vương biến dị cực hiếm, hơn một vạn mới có một con phong vũ chật lưỡi, công môi cười hỏa sư vương biến dị nàng lại gặp được xem ra may mắn cũng là một năng lực a à, trong ma thú cũng có biến dị nhưng vô cùng hiếm giống triệu hồi sư của nhân loại không phải muốn là được ma thú biến dị hy hữu và cực trân quý khiến triệu hồi sư say mê không thôi triệu hồi sư có thể khế ước với ma thú biến dị chính là đại vinh quang không chỉ có cường đại của ma thú biến dị còn có tôn quý kiêu ngạo của chúng nhưng biến dị làm sao có thể dễ dàng bị triệu hồi sư thu phục được Trước mắt ngoài đời triệu hồi sư chưa từng ai khế được với ma thú biến dị, lực công kích của ma thú biến dị cực mạnh, đặc điểm càng rõ rệt là nguyên tố của chúng không chỉ có một loại mà là nhiều loại. Ma thú thường chỉ thuộc một hệ, Hỏa sư Vương thuộc hỏa hệ nhưng trước mặt phong vũ căn bản là bất đồng, ánh đỏ rực rỡ trên thân nó xen lẫn với vài điểm sáng, điều này khiến nó nhìn từ xa mang theo vẻ quanh minh chính đại, tự cao khí thế kinh người, nhiệt độ tỏa ra mạnh hơn 3.4 lần so với Hỏa sư Vương bình thường. Phong Vũ rất kinh ngạc, nàng đã sớm phát giác hỏa sư vương biến dị này không chỉ có thuộc tính hỏa, không ngờ còn thuộc tính quang, quang. Thuộc tính hiếm như thế không chỉ ở trên nhân loại. Ngay cả ma thú cũng chỉ có vài con trong hàng ngàn con. Phong Vũ cười tươi, không ngờ vận may của nàng lại cực tốt A à đang suy nghĩ nên thu phục như thế nào, bên dưới chân truyền đến cảm gút một khác lạ, mặt Phong Vũ khẽ biến đổi lạnh lùng, thứ gì đến gần nàng tự nhiên lại không phát hiện. Chương 10 Hỏa sư vương biến dị Nguồn Mê audio com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc phong vũ lúc này không thể phân tâm được nên không quan sát vật dưới chân, nàng tập trung đợi hỏa sư vương kia thả lỏng, dù không phát hiện ra nàng nhưng hỏa nguyên tố quanh thân nó hoạt động dị thường. Có thể thấy ma thú này vô cùng cảnh giác, nàng dần dần phát hiện hình như hỏa sư vương đang tìm cái gì đó, hơn nữa thông qua trình độ hỏa nguyên tố trên người nó, tâm tình của Nó như đang kích động, nó là đang muốn bắt gì sao? Phong Vũ nghĩ vậy đột nhiên hỏa nguyên tố trên người Hỏa Sư Vương tăng vọt. Phong Vũ cả kinh nghĩ đến nó phát hiện ra nàng, muốn lùi lại chỉ cảm thấy thứ gì dưới chân nàng đột nhiên biến mất, trước mắt thoáng một bóng đen bay ra, Phong Vũ ngẩn người đó là thứ gì, tốc độ của nó nhanh đến mức không thấy được chỉ thấy một cái bóng đen xẹt trong không trung, hướng về Hỏa Sư Vương phong vũ chưa kịp nhận thức thì trống chỉ thấy hỏa sư vương đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to nguyên tố đỏ sậm quanh thân bùng lên như có gì đó khiến nó tức giận phong vũ biết lúc này không thể ngây người được nữa tuy không biết cái bóng đen kia là gì nó muốn làm gì nhưng phong vũ không có thời gian suy nghĩ phong nguyên tố dung hợp tinh thần lực thân hình nàng lao đến phúc vật đen lao đến phong vũ căn bản không thấy rõ cái gì thì điểm đen đã đến trước mặt nha nha nó đưa đôi mắt nhìn nàng phát ra tiếng kêu vừa kéo trái cây trong suốt đỏ tư dị thường trong móng ra, Phong Vũ có thể cảm thấy rõ ràng là năng lượng hỏa nguyên tố tinh thần. Nha nha, thân hình tròn vo nhảy trên vai cọ cọ trên mặt nàng, Phong Vũ thật dở khóc dở cười thật giống lôi chấn nhưng nó đã bị nàng cho vào không gian, với lại lôi chấn màu tím, trước mắt lại trắng tinh như cục bông, rốt cuộc là đang làm gì, không lẽ lấy lòng mình. Ngũ sắc linh lung quả Mẹ nó là ngũ sắc linh lung hỏa nguyên tố, Tạp Vân Phi đang cố kìm nén kích động, ông thật muốn chửi tục mà. Không làm gì mà có được ngũ sắc linh lung hỏa nguyên tố, nó rất có ích cho ma pháp sư và ma thú hỏa hệ, giúp tăng cấp dễ dàng nhưng điều kiện là từ cấp 9 trở xuống, còn cao hơn chỉ thuận lợi hơn trong tăng cấp thôi. Đây là điều mơ ước của biết bao ma pháp sư, mà ma thú khiến cho ngũ sắc đã hiếm lại càng hiếm làm người ta trân quý. Rống. Hỏa sư Vương giận dữ rống lên, phong vũ căng thẳng, thân hình lui chục bước chỉ cảm thấy một sóng nhiệt cực nóng đánh ngay vị trí nàng vừa đứng. Phong vũ tránh đi, đưa đôi mắt ngân mô lạnh lẽo, sâu thẳm không đáy xinh đẹp dị thường nhìn hỏa sư vương, phong vũ kinh ngạc trong lòng, hai mắt không phải màu đỏ, là màu vàng xen chút trắng bạc, thuần quan sao. Đôi mắt đẹp thật, nàng không khỏi cảm thán. hỏa sư vương thấy mình không chụp trúng, mắt thú khẽ nheo lại, cảm thấy dao động trên người phong vũ, đôi mắt như hổ phách xẹt qua một tia dữ tợn. Triệu hồi sư hỏa sư vương lên tiếng, phong vũ càng phấn kích hóa ra ma thú biến dị cấp 6 đã có thể nói ra tiếng người, hơn nữa dễ dàng nhìn ra thân phận triệu hồi sư của nàng, hỏa sư vương này nàng định, nó nhất định là của nàng, ma thú bán hận triệu hồi sư, phong vũ lập tức cảm thấy trên người hỏa sư vương dao động cực mạnh, nàng chắc chắn nó đang muốn giết nàng, nhưng như vậy càng thú vị, phong vũ cười nhạt khiến hỏa sư vương ngẩn người. Nó không ngờ dưới bi áp của nó nhân loại này lại có thể cười, chẳng hề hoảng sợ hay e ngại gì hỏa sư vương ngươi ta định rồi đừng hòng trốn thoát phong vũ bá đạo lên tiếng cười xinh đẹp đến hoa thẹn thiên hạ mờ nhạt chiến đấu mới có thể tăng lên lực lượng mới khiến mình tiến bộ lên được mà hỏa sư vương biến dị trước mặt chính là đối thủ tốt nhất nàng muốn khế ước nó muốn nó trở thành ma thế thứ hai của nàng ma thú đầu của nàng lại tự nguyện nên nàng không biết cảm giác khi chiến đấu khế ước như thế nào thật kích thích a à, nhân loại chỉ bằng ngươi sao hỏa sư vương rống giận cả người hỏa nguyên tố còn có quan nguyên tố lập tức trào ra trong khoảng khắc liền vây quanh thân nó độ ấm trong không khí đột nhiên gia tăng cỏ cây và cây cối bắt đầu bốc cháy nhân loại đi chết đi miệng nó mở lớn lộ ra hàm răng trắng sáng sắc bén hỏa cầu đỏ sậm nóng rực bắn ra như đạn pháo bắn thẳng vào chỗ phong vũ ầm ầm nổ chỗ nàng đùng 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 tiếng hỏa cầu nổ mạnh vang vọng trong rừng rậm sóng nhiếp dân trào nhanh chóng lan ra cây cối, rắc, rắc rắc, bỗng cây cối xung quanh đều ngã xuống, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt, rừng cây xanh um vừa rồi giờ đã thành mảnh đất trụi lũi, hỏa sư vương hiếp đôi mắt nhìn hướng phong vũ, nó biết rõ uy lực hỏa cầu của bản thân, cho dù nàng là cường giả cấp 7 cũng khó ngăn cản, huống chi chỉ là tiểu hài tử. Dưới sương mờ mờ, khói bắt đầu tản ra mắt hỏa sư vương trừng lớn, cho điểm lạ. Cái gì, làm sao, làm sao có thể chứ, chỗ phong vũ ngoài mặt đất khô cằn không có gì khác, ngay cả cây cỏ bên nàng cũng may mắn không tổn hại gì, khi sương khói tản ra phong vũ vẫn vậy đứng đó, ngay cả di chuyển cũng không, phong vũ giờ phút này xung quanh thân thể bao trùm một tầng bảo vệ màu xanh nhạt mang theo hơi lạnh lẽo, trên đó có vàng nước dao động, hỏa cầu vừa rơi của hỏa sư vương đã bị bình phong màu xanh ngăn cản, phong vũ cũng lĩnh ngộ được ma pháo thủy nguyên tố, hỏa sư vương ngơ ngác. Nhìn lớp bảo vệ màu xanh kia, màu đỏ sậm trên người đang dao động mãnh liệt cũng giảm vài phần, ma pháp sư, hơn nữa là ma pháp sư cấp 6. Làm, làm sao có thể một con nhóc 5 tuổi ma pháp sư cấp 6 quái thai sao, về sao ai cũng kêu tỷ là quái thai vậy, hỏa sư vương khiếp sợ, bất luận là nhân loại hay ma thú đều khó có thể tưởng tượng được phong vũ yêu nghiệp như thế nào, mới có 5 tuổi là ma pháp sư cấp 6, không chỉ thế nàng còn là một triệu hồi sư nhưng hỏa sư vương không hề hay biết phong vũ còn là thất cấp chiến sĩ không ngờ tới cũng đúng trên toàn đại lục này không hề có một ai vừa là ma pháp sư vừa là chiến sĩ đó là phi lý nhưng phong vũ chính là người đầu tiên cũng là duy nhất có được năng lực này hỏa sư vương lại lần nữa nheo mắt ánh mắt nhìn phong vũ không còn kinh mạng như vừa vừa rồi hỏa diễm đỏ sậm trên người lặng lẽ bình ổn hỏa sư vương kinh ngạc khi nào nhân loại lại có nhân vật cỡ này nhân loại báo tên ngươi chỉ có những người khiến ma thú cảm thấy là đối thủ mới hỏi tên nhưng tình huống này cực ít con người vốn nhỏ bé trong mắt ma thú một chủng tộc cường đại sao có thể để ý chủng tộc yếu đuối nhưng cường giả trong nhân loại là ngoại lệ phong vũ nàng lạnh nhạt nói ra rồi nở một nụ cười như thiên thần tuyệt mỹ nhưng lại khiến người khác lại có cảm giác lạnh sống lưng phong vũ mắt hỏa sư vương co lại như nhớ kỹ cái tên này móng vuốt lấp lánh ánh lửa khẽ thu hồi lớp bảo vệ xanh nhạt vẫn không hề thay đổi. Tuy tình thế bắt buộc nhưng Phong Vũ hiểu được, trước mặt ma thú này vừa rồi song phương giao thủ tuy ngắn nhưng vị trí của hai bên đã thay đổi cây xanh ung bổng hóa thành mảnh đất khô cằn. Chủ nhân để ta ra đấu với nó đi, lôi chấn trong không gian hưng phấn truyền âm cho Phong Vũ, không được, lôi chấn ở trong xem đi, ta muốn tự đấu với nó như vậy mới kích thích, Phong Vũ nhẹ nhàng nói, lôi chấn trong không gian cũng đành nghe lời vậy nhưng trong lòng vô cùng kích động triệu hồi sư người ta sai bảo ma thú đi chiến đấu còn chủ nhân nó cũng là triệu hồi sư mà kêu nó ngồi xem tự bản thân đi chiến đấu có vẻ nó chọn đúng người rồi thật may mắn khi có chủ nhân như vậy sau khi truyền âm với lôi chấn thì phong vũ mới để ý đến cục bông trên vai mình như không hề sợ thân mình mềm mại cứ cọ lên mặt nàng phong vũ thật dở khóc dở cười Bây giờ nàng đang quyết đấu với ma thú biến dị đó mà nó cư nhiên lại vô cùng thoải mái tự tại, dù không biết vì sao nó lại thân thiết với nàng như vậy nhưng nó ở bên cạnh có hơi cản trở. Thế là Phong Vũ tiện tay nắm cục bông trên vai ném vô không gian, Hỏa Sư Vương và Phong Vũ cứ lẳng lặng nhìn nhau, hai bên đang không ngừng suy xét thực lực của đối thủ. Hỏa Sư Vương nó không ngốc, khi nãy nó đã dò xét tiểu hài tử trước mắt thực sự chỉ mới 5 tuổi không phải cường giả cải trang nhưng mà vô được tới trong đây dù năm tuổi cũng đủ nói lên tiểu oa nhi trước mắt rất mạnh. Khi nãy nó phát hiện ra nàng dùng thủy nguyên tố bảo vệ lại muốn khế ước nó, mà nó là hỏa hệ vậy nàng chính là song hệ, thật yêu nghiệt năm tuổi ma pháp sư cấp 6 còn là song hệ nguyên tố, nếu kết hợp chỉ sợ nó không phải đối thủ của nàng. Nhưng nó không muốn bị gông xiền mất đi tự do, nghĩ đến đây hỏa sư vương lại càng cẩn thận, triệu hồi sư giống ma pháp sư, còn là song hệ tinh thần lực cao cường hỏa sư vương đôi mắt xẹt tia mưu kế, ma pháp không lại nhưng vật lộn thì sao, tiểu oa nhi này chắc chắn bại dưới nó. Dù cho nàng có là chiến sĩ cũng không chịu được, mà nàng có khả năng không, tất nhiên là không ngay cả chiến sĩ cao cấp cũng thua dưới nó huống chi nàng là ma pháp sư thân thể yếu ớt, miệng hỏa sư vương từ từ công lên, phong vũ cười lạnh, tâm tư của ma thú biến dị làm sao nàng không biết, ha ha nếu là triệu hồi sư hay ma pháp sư khác cách này thật là đòn trí mạng nhưng hỏa sư vương không ngờ được nàng còn là một chiến sĩ, thân thể nàng càng mạnh mẽ hơn cả chiến sĩ có thể sánh ngang với ma thú A. Nàng lúc trước còn là sát thủ đẳng cấp, qua 3 tháng luyện tập địa ngục nàng đã hoàn toàn lấy lại thân thủ khi trước vật lộn với con sư tử này không thành vấn đề kết hợp với thổ nguyên tố thì thật con hỏa sư vương này hoàn toàn không có cửa thắng nàng. Tiểu bất điểm nếu ngươi muốn khế ước với ta, được thôi chơi với ta một trận phong vũ nghe vậy trong lòng vui sướng nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc lớp bảo vệ vẫn không biến mất đối mặt với ma thú không thể chủ quan trừ phi ngươi chê mạng mình quá dài chơi thế nào